Bộ máy cưa xích pin thì hôm nay sẽ có một cái chương trình giảm giá cho các bác. Mỗi một bộ này các bác sẽ mua được rẻ hơn so với ngoài thị trường mấy trăm nghìn luôn. Cho nên là bác làm mà ưng cái mã này thì mình hãy nhanh tay nha. Do là số lượng kho của bên em nó còn quá ít, cho nên là em sẽ sell xả giá lỗ thâm, giá lỗ lặng cho các bác luôn. Đấy, một bộ sản phẩm này thì các bác nhìn cho em nhá. Đấy, đa số là cái đợt này em còn màu xanh. Cái này thì nó sẽ có nhiều màu các bác, có cả màu xanh, có cả màu xám. Đa số đợt này sẽ là màu xanh nhá. Các bác mua thì em sẽ gửi màu bất kỳ, tuy nhiên là nó sẽ như nhau, nó chỉ khác màu thôi. Đấy, cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về này thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy, hai của pin. Pin này sẽ là dòng pin châu nha, pin châu pin 10 cell cho em, 2 pin phổ thông đấy. Và đi theo máy cho các bác nó sẽ có một cái sạc, có cả cái lam này. Đây là về các bác sẽ lắp cái lam vào đây cho em nhá. Cái này là do là em chưa lắp lam đâu các bác, về các bác sẽ lắp lam xích lại. Đây các bác lắp cái lam vào đây này, đây là lắp vào cái phần này này. Đấy, lắp lam và lắp xích vào nhá. Có lam và có xích cho các bác. Đấy, về các bác lắp vào đây là mình sử dụng để cắt cây, cắt cành cực kỳ là ok, tuyệt vời luôn. Và cái sản phẩm này còn đi theo cho các bác những cái dụng cụ mở này và cả một cái lọ này, đây là cái lọ dầu. Đấy, lọ dầu để cho các bác sử dụng mình cắt cây, cắt cành nhá. Cái bộ này sẽ là bộ máy cưa xích hàng pin châu đấy ạ. Pin châu 10 xe hôm nay giá rẻ quá các bác ơi. Đấy, bình thường thì các bác mua với mức giá 800-900 nghìn. Ngày hôm nay thì em sẽ sale dành tặng cho những bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Mình chốt đơn thì ấy gọi cho em là bộ máy cưa xích pin. Đấy, giá cho em là 650 ngàn đồng. Quá rẻ luôn, 650 ngàn đồng. Em sẽ hỗ trợ bao phí ship cho các bác cái sản phẩm này. Đấy, các bác gọi cho em là máy cưa xích pin nha. Đấy, có 650 ngàn đồng thôi nha các bác. Các bác không hề nghe nhầm nha, 650 ngàn được miễn ship. Và theo máy sẽ là hai quả pin châu 10 cell. Bình thường một cái quả pin châu 10 cell này các bác ra ngoài thị trường mua cũng đã tầm 300-350 rồi. Đấy, cho nên là hôm nay với mức giá rất chi là hời, chỉ có 650 nghìn mà các bác nhận được nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Có hộp được máy cho em nhé, có hộp được máy đầy đủ đào hóa như thế này. Về các bác sử dụng đi cắt cây cắt cành là quá ok, quá tuyệt vời luôn. Số lượng nó còn tầm có độ ít như này thôi, 2-3 bộ thôi các bác. Nên là các bác chốt mình nhanh tay. Nhớ gọi cho em là máy cưa xích pin nhá. Đấy, chọn bộ máy cưa xích pin, giá chỉ có 650 ngàn đồng. Hôm nay bên em đang xả kho cho các bác cái lô thân máy chiên vít của Vu Cang các bác ạ. Hàng lúc dập nổ như này nha, hàng chính hãng của Vu Cang nên là em mình xài sẽ cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Đây là cái mã thân máy chiên vít Vu Cang mã 173. Với thiết kế máy siêu nhỏ gọn và đầu chuyên vít như này, giữ vít cực kỳ là chắc chắn nhá. Máy sẽ là máy không chổi than và hàng chuyên vít thông dụng. Và hôm nay với một cái thân máy chuyên vít đẹp và chắc chắn như thế này mà mức giá của nó chỉ có 570.000 thôi các bác ạ. 570.000 một thân máy. Cái thân máy này thì chưa kèm theo pin nhưng mà nó sẽ thiết kế là hàng chuyên vít phổ thông này. Và anh em mình sẽ lắp vào những cái quả vít chuyên vít thông dụng nhá. Cứ pin 10 cell 15 cell là được, nhưng mà cứ phải chuyên vít thông dụng là mình sẽ xài được nhá. Anh em có thể mua một cái thân máy chuyên vít như này về để xài tận dụng những cái quả pin sẵn có ở nhà, hoặc là trong trường hợp anh em mà chưa có pin sạc thì có thể liên hệ bên em để mình mua những cái quả pin châu 10 xe hoặc 15 xe. Và hôm nay cái giá pin thì cũng rất chi là rẻ và có nhiều các mã pin để anh em mình tham khảo lựa chọn pin và sạc cho anh em nhé. Đấy, và cái thân máy này thì em đang lắp thử vào cái quả pin 15 xe của Dorama đây ạ. Đấy, em sẽ thử máy cho anh em mình nghe tiếng kêu của máy này, xài rất chi là êm luôn. Đấy, máy nhỏ gọn mà nó khỏe cực kỳ luôn, khỏe hơn cả những cái loại máy to. Và với cái sản phẩm này thì sẽ bao xài cho tất cả em mình làm công trình. Đó, cái đèn led của nó sáng như thế này em ơi, đầu chuyên vít nha, dự vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Anh em mình chốt cái sản phẩm này thì nhớ gọi cho em là thân chuyên vít Vu Cang mã 173 nha, giá chỉ có 570.000 thôi. Mức giá siêu siêu hấp dẫn cho tất cả những bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp cái video ngày hôm nay. Thì đây là một cái mã máy thân máy chuyên vít pin. Và qua bên này thì em sẽ lên cho các bác ở đây sẽ là những cái bộ máy cắt cầm tay xài điện trực tiếp 220V nha. Đây sẽ là con máy mài của hàng Marula các bác ạ. Hàng Marula đây. Máy mài cầm tay của Marula hàng chính hãng nhá. Thiết kế sẽ là hàng chuôi dài, chuôi dài và công tắc bóp như thế này, chổi than bên ngoài, lấy mài các bác tự thay than rất là dễ. Và đây sẽ là một con máy một tấc, hàng dây đồng 100% và công suất cực đại các bác nha. Đấy, cái dòng này công suất của nó lên tới là 930W các bác ạ. Đặc biệt sẽ điều chỉnh được 6 tốc độ nhanh chậm trên lưng máy như thế này. Đấy, hệ máy siêu đẹp luôn, hàng chính hãng và mức giá rẻ bất ngờ cho các bác nhà mình với mức giá chỉ có 430.000 đồng. Và cái sản phẩm này thì khi mà các bác mua về thì nó sẽ là nguyên hộp và trong hộp sẽ theo cho các bác là tay cầm này, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi là đầy đủ cho em nhá. Đấy, chốt cái sản phẩm này các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula, máy màu đỏ rất đẹp và hàng logo dập nổi như thế này các bác. Hàng logo dập nổi, hàng chính hãng này là các bác cứ yên tâm, nó sẽ là hàng dây đồng ruột dài cho các bác. Đấy, đây sẽ là một cái mã máy cắt cầm tay hàng ngon bổ rẻ để phục vụ cho anh em mình làm gia đình này hay là làm anh em thợ thuyền vẫn ok luôn.
Đấy thì với mức giá chỉ có 430 ngàn đồng thôi các bác nha. Giá rất chi là hời luôn đấy ạ. Chốt thì nhớ gọi cho Lò Máy Mài Chỉnh Tóc của Madula với mức giá 430 ngàn đồng. Và bên này thì sẽ là những cái con máy mài của Hukan ạ. Hukan cái mã này thì các bác nhìn cho em ở đây, nó sẽ là cái hàng công tắc cạnh nhá. Hàng công tắc cạnh và logo dập nổi như này. Thiết kế máy thì rất là nhỏ gọn như này. Đấy, cầm nó gọn lỏn trong lòng bàn tay, rất chi là dễ làm các bác. Máy là máy một tấc này. Và con này thì nó sẽ có công suất là 900W luôn. Hàng công suất cực đại cho các bác luôn. Cái sản phẩm này thì các bác nhìn xem cái phụ kiện này, nó sẽ có tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi nhá. Đấy, có phụ kiện cho các bác tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi. Và nó sẽ theo cả một đôi chủ than dự phòng như này luôn cho các bác này. Đấy, như một hộp thì nó sẽ như thế này. Và hôm nay thì với mức giá có 550 ngàn thôi. Giá rất chi là hời luôn. Các bác chốt thì nhớ gọi cho em là máy mài điện của Hukan loại công tắc cạnh nhá. Giá cho em là 550 ngàn đồng, hàng công tắc cạnh các bác ạ. Và đầu máy của nó sẽ là hợp kim nhôm hết này. Đây em sẽ quay sát như này để cho các bác quay sát màn hình như này để cho các bác có thể nhìn thấy rõ cái sản phẩm này. Cái mẫu mã của nó rất chi là đẹp và hôm nay thì đặc biệt mua được cái mức giá hời, cho nên là các bác nhà mình hãy nhanh tay đặt hàng. Đấy, ngoài những cái sản phẩm này ra thì hôm nay thì em có rất là nhiều các mã sản phẩm giá rẻ để có một cái chương trình chiên giảm giá đặc biệt cho tất cả các bác nhà mình. Đấy, bác nào mà đang xem được video thì nhớ là bấm cho em xin một nút đăng ký kênh nha. Và nhớ là mình bật chuông thông báo lên để thường xuyên đón xem được những cái video clip mới nhất mà bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác. Rất chi là nhiều các mã sản phẩm hay và giá hời. Đấy, các bác chốt cái mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em số điện thoại, alo điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp để mình sẽ lên đơn hàng thành công các bác nha. Và đây thì sẽ là những cái mã sản phẩm hàng thương hiệu chính hãng của Macan các bác nha. Hôm nay em sẽ sale giảm giá đặc biệt và em sẽ chi tiết tới các bác lần lượt từng mã luôn. Và các bác có thể lựa chọn những cái mã sản phẩm nào ưng ý nhất để mình đặt hàng nha. Đấy, cái này nó là hàng chính hãng của Macan các bác ạ. Những cái mã sản phẩm rất chi là chất lượng. Và hôm nay thì mua được cái mức giá rất là hời, cho nên là các bác nhà mình đặt hàng thì mình hãy nhanh tay nhá. Em sẽ lên cho các bác cái mã này sẽ là một con máy khoan 4 cell. Đấy, khoan bi 4 cell của Macan các bác ạ. Máy rất chi là nhỏ gọn luôn. Con này nó sẽ tương ứng với cái con máy Hukan XC5 nhá. Các bác nghe cái tiếng máy kêu này. Đấy, có đèn báo pin này cho em. Máy sẽ là thiết kế hà không chổi than nha. Đầu máy sẽ là đầu Autolock đấy ạ. Đầu Autolock 10 ly có khóa trục, máy không than và pin 4 cell. Con máy này thì siêu nhỏ gọn luôn, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Đấy, cái sản phẩm này thì các bác nhận về cho em nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đấy, nguyên hộp như thế này luôn này các bác này. Đấy, có hộp đựng máy này, có một thân máy, có hai pin, có một sạc và phụ kiện đi theo sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít như thế kia. Đấy, máy này thì thật sự là nó nhỏ gọn nhưng mà nó sẽ khỏe hơn cả những con máy to luôn đấy các bác. Đấy, bác nào mà làm thợ thuyền làm nhiều, các bác cần một con máy bắn vít này khỏe, máy bền pin, các bác đừng bỏ qua mã này. Đấy, các bác chốt mã này gọi cho em là máy Macan 4 cell, gọi cho em là máy khoan pin Macan 4 cell loại pin tròn. Đấy, giá hôm nay chỉ có 699 ngàn. Giá rất chi là hời các bác nha, hàng chính hãng mà mức giá rẻ sập sàn cho tất cả em mình luôn. Cái dòng máy này sẽ là cái dòng máy 4 cell. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác những cái dòng máy 5 cell. Ở bên này sẽ là dòng máy 5 cell này. Đây này các bác này, đây. Dòng máy 5 cell thì cái mã này nó sẽ là mã máy có than. Đấy, riêng cái dòng 4 cell này thì nó là máy không than rồi. Nhưng mà sang cái dòng máy 5 cell thì nó sẽ có loại có than và loại không than các bác nhá. Đấy, cái dòng này là dòng máy có than này. Mã này có than này, máy sẽ là dòng 3 chức năng. Đấy, có chổi than nhá, sử dụng máy xài rất chi là mạnh luôn. Con máy này thì hàng đa di lăng cho các bác. Đấy, có 3 chức năng như này, có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường và điều chỉnh được 25 cấp độ trượt. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly tự chiết như này nha. Đấy, các bác nhìn cho em phụ kiện này, một bộ nó sẽ nguyên hộp như này luôn nhá. Có một thân máy, có hai pin, có một sạc, dòng pin 5 cell, pin 21V. Đấy, và phụ kiện đi theo sẽ là mũi khoan mũi vít rất là nhiều. Cái mã này thì giá cho em là 599 ngàn một bộ. Quá rẻ luôn các bác ạ. Lên đơn cho em là khoan pin Macan 5 cell loại có chổi than. Giá cho em là 599 ngàn đồng thôi. Cái dòng này là dòng máy có than. Các bác tham khảo thêm cho em cái dòng máy không than. Đây, máy không than nó sẽ là cái mã này. Phụ kiện đi theo nó cũng giống con máy có than. Có điều con này nó sẽ là dòng máy không than. Và với cái dòng máy không than thì cái chân pin của nó sẽ là hàng chân pin phổ thông luôn các bác nhá. Đấy, đầu máy của nó sẽ là đầu 10 ly này. Máy có 3 chức năng như thế này.
À đâu, con máy không than này nó sẽ là máy 2 chức năng các bạn, máy 2 chức năng. Cái dòng máy có than nó sẽ là có 3 chức năng là có búa khoan tường đấy, còn con máy không than này thì nó sẽ là máy 2 chức năng là nó sẽ không có búa để khoan tường. Đấy, nhưng mà nó sẽ là hàng cho bi thông dụng nhá. Thiết kế máy là theo pin 5 cell để tạo cái độ nhẹ nhàng cho máy để các bác làm nó không bị mỏi tay. Đấy, nhưng mà nó không có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Các bác mà chỉ cần chức năng khoan bắn vít thì các bác lấy cái con 5 cell không than này này, nó cực kỳ là chất lượng luôn. Nó là hàng chân bi phổ thông nhá. Đấy, về cái thân máy này này, lay mai các bác lắp pin 10 cell hoặc 15 cell các bác vẫn cứ xài được, bởi vì nó là hàng chân bi thông dụng. Đấy, lên đơn cái mã này. Mã này các bác gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại không chổi than và không có búa. Đấy, hàng chân bi phổ thông. Giá cho em sẽ là 850 ngàn một bộ, 850 ngàn một bộ các bác nha. Đấy, phụ kiện của nó cũng như cái con máy có than này, chỉ có điều nó thiết kế máy nó là dòng máy không than, tức là nó sẽ khác về thân máy và pin. Còn phụ kiện mũi khoan mũi vít thì nó cũng như con máy có than này luôn các bác nha. Đấy, đây là những cái dòng máy pin 5 cell. Bây giờ em sẽ lên tiếp những cái dòng máy pin 10 cell. Đây, pin 10 cell thì các bác lên cho em này. Đầu tiên này em sẽ lên cho các bác một bộ máy bu lông pin. Đây, cái dòng bu lông pin này nhá. Đây, cái bộ này em sẽ đi theo đi qua bên này để cho các bác có thể nhìn rõ nguyên bộ sản phẩm khi các bác nhận về thì nó sẽ bao gồm những cái gì. Đấy, cái này thì cái lô trước, cái đợt trước thì nó sẽ là hộp nhựa, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ là hàng hộp giấy. Bây giờ nó sẽ là hàng hộp giấy các bác nha. Nó là hộp giấy nhưng mà các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái túi đựng máy của Macan như thế này. Đấy, một bộ sản phẩm này thì các bác nhận về sẽ có một thân máy, hai bi và một sạc. Đấy, hai bi và một sạc đi theo nhá. Cái hàng này là hàng hộp giấy, nó có túi đựng máy cho các bác. Con máy này thì với mức giá siêu mềm luôn. Đây, theo hai quả pin châu 10 cell mà giá của nó chỉ có 1.050.000. Hàng Macan dập lỗ như này, logo dập lỗ cho em. Đấy. Đầu 1/2 đầu rỗng nhá. Đầu rỗng có lỗ lục giác ở giữa như này và sẽ có ba đèn led này. Cái mã này các bác đọc đúng mã cho em này. Con này có lực siết mạnh đấy ạ, 380 Newton các bác nha. Cái này thì model của nó đây này, 6098B, các bác nhìn cho em cái model nhá, đọc đúng model cho em. Chốt mã này các bác gọi cho em là bu lông Macan mã 6098B, mã 6098B các bác nha. Giá cho em là 1.050.000 một bộ đấy, nguyên bộ như này. Giá chỉ có 1.050.000. Đấy, và lên tiếp cho em ở bên này sẽ là một con máy chuyên vít nha. Đây là một con máy chuyên vít pin. Đấy, chuyên vít pin là nó có hai pin đi theo. Đây, một bộ máy như này nó có hộp cái Macan này thì những cái lô trước ý, thì nó sẽ là hộp nhựa các bác nha. Và khi sang cái lô sau thì nó sẽ là hộp giấy, cho nên là khi mà các bác mua hàng thì nó có thể là các bác sẽ nhận được hộp nhựa hoặc cũng có thể là nhận được hộp giấy nha. Đấy, nếu như mà hộp giấy thì nó sẽ có theo túi đựng máy cho các bác, còn hộp nhựa thì nó không có túi các bác. Cho nên là khi nhận hàng các bác nhận được cái mẫu hộp nào thì các bác vui lòng là sử dụng cho em cái mẫu hộp đó. Đấy, bởi vì cái này nó do cái sự thay đổi bên nhà sản xuất các bác nha. Với cái dòng này thì chốt gọi cho em là máy chuyên vít của Macan. Đây, cái bộ chuyên vít này các bác nhìn cho em này, rất chi là mạnh luôn. Đấy, đầu chuyên vít nha, giữ vít cực kỳ là chắc chắn. Cái này thì nó có 3 đèn led này, máy không than và sẽ điều chỉnh cho em là 3 cấp độ đấy ạ. Cái này gọi cho em là máy chuyên vít pin của Macan, giá cho em là 1.200.000. 1.200.000 một bộ, nó sẽ có bao gồm một thân máy, hai pin 10 cell và một sạc. Dòng pin châu pin 10 cell và thiết kế là chân đi thông dụng luôn nha. Đấy, mức giá thì rất chi là rẻ. Và con này thì nó sẽ có lực siết là, đây, cái con này nó là đầu chuyên vít. Đầu chuyên vít này thì nó sẽ có cả bu lông. Bu lông của nó thì sẽ có lực siết là 360 Newton luôn. Đấy, bu lông thì nó cũng với đồng giá chuyên vít luôn nha. Đây, cái dòng bu lông đây các bạn. Bu lông đây này. Bu lông này nó là hộp nhựa đây, nó có cả hộp nhựa và hộp giấy các bác nha. Một là các bác sẽ nhận được hộp nhựa, hai là hộp giấy. Đấy, một bộ này thì sẽ có bao gồm một thân máy, hai pin với một sạc. Dòng pin châu 10 cell cho pin phổ thông. Đây, cái mẫu máy này. Cái này thì cái kiểu dáng của nó y chang như con chuyên vít luôn, chỉ có điều nó khác cái đầu máy, nó là đầu bu lông. Đấy. Lực siết 360 Newton. Mã này chốt thì các bác gọi cho em là bu lông Macan mã 6068A. Đấy, nó có hai mã, mã A và mã B. Cái mã B thì nó sẽ rẻ hơn, còn mã A thì nó cao tiền hơn các bác nha. Mã này là mã A này. Giá sẽ là 1.200.000 một bộ mã này. Đây, cái con này hàng Macan. Logo dập lỗ cho em. Đáng hỉ, con này rất là mạnh, điều chỉnh được 3 cấp độ luôn các bạn. Máy bao mạnh, bao phê, bao rẻ cho tất cả các bác làm công trình ok thoải mái nha. Nào, bây giờ sẽ lên tiếp theo một con máy. Này sẽ là dòng máy bê tông pin nha. Đấy, bê tông
pin này. Cái này lên đơn cho em là bê tông pin của Macan. Máy sẽ là dòng máy 2 chức năng, máy đầu gài, máy không chổi than và chân pin thông dụng. Một bộ sản phẩm sẽ theo cho các bác máy tay cầm này, có cái này nó có hai pin đi theo nhá, có hai pin đi theo. Đấy, các bác có thể sẽ nhận được hộp nhựa hoặc là nhận được túi đựng máy. Đấy, một bộ thì nó sẽ bao giờ cũng theo cho các bác hai pin châu 10 cell, giá cho em là 1,7 triệu. Cái này gọi cho em là bê tông pin của Macan nhá, giá là 1,7 triệu này. Còn bên này thì sẽ là một con máy bu lông của Macan, loại búa to lực xít mạnh. Đây, con này thì khá là mạnh luôn các bạn. Con này đầu bu lông 1/2 đầu đặc nha. Thiết kế máy không than và hàng logo của Macan dập nổi. Máy không chổi than trên pin thông dụng. Con này điều chỉnh được 3 tốc đấy các bác, điều chỉnh 3 tốc độ. Đấy, dòng này nó sẽ có lực xít lên tới là 880 N. Đấy, phục vụ cho các bác bán bu lông cỡ lớn tầm 20-30 luôn. Rất chi là mạnh nhá. Cái bộ này thì các bác theo máy nó sẽ là một thân máy 2 pin với một sạc đi kèm. Giá cho em là 1,8 triệu. Cái này các bác gọi cho em là bu lông Macan loại búa to, giá 1,8 triệu nha. 1,8 triệu một bộ này. Và em sẽ lên tiếp cho các bác là cái bộ máy mài của Macan, hàng chính hãng luôn, máy mài pin. Đấy, hệ máy mài pin của Macan này. Cái đợt này nó là hộp giấy đây này các bác này. Cái đợt này nó là hộp giấy. Đấy, hộp giấy và kèm theo túi đựng máy cho các bác nha. Một bộ sản phẩm này thì các bác nhận về sẽ có một thân máy 2 pin với một sạc đi theo, phụ kiện là tay cầm, tay mẫu, bảo vệ lưỡi là có. Đây, hàng công tắc bóp này. Đấy, điều chỉnh 3 tốc độ nhanh chậm nha. Máy sẽ là máy 1 tốc, máy không chổi than và hàng Macan logo dập nổi. Đấy, cái hàng thông số kỹ thuật đây các bác nhìn rõ cho em cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Máy 1 tốc đấy ạ, máy không chổi than. Mức giá cho em sẽ là 1,2 triệu một bộ. Cái này gọi cho em là máy mài pin của Macan, giá chỉ có 1,2 triệu thôi, rất là rẻ luôn. Và ngoài máy ra thì các bác có thể tham khảo những cái quả pin châu của Macan thì nó cũng cực kỳ là chất lượng luôn đấy các bác. Đấy, cái đợt này em sẽ sell cho bác cái pin 10 cell của Macan cho pin thông dụng như thế này, giá chỉ có 299.000 một quả thôi và sẽ bao phí ship về tận nhà cho các bác luôn. Đấy, những cái dòng cho pin thông dụng, pin của Macan chính hãng, dòng sạc cao cho nên là các bác dùng thì cái chất lượng của nó rất chi là ngon. Bác là chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm là có đơn nha. Cái đợt này em sale cho các bác cái pin của Macan này, hoặc là các bác chốt những cái quả pin của đất tông này này. Pin của đất tông cái đợt này giá hời này. Đây, pin của đất tông hàng chính hãng cho pin phổ thông này em đang sale các bác giá 550 một quả nhá. Đấy, nó còn có ít thôi, còn số lượng ít thôi cho nên là các bác chốt mình nhanh tay. Gọi cho em là pin 10 sale của đất tông. Đấy, giá chỉ có 550k một quả thôi. Giá rất chi là hời để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình nha. Hôm nay thì em có một ít cái kéo bonsai hàng bãi Nhật nha. Rất là xịn sò luôn các bạn. Đấy, cái đợt này cái số lượng nó có khoảng tầm độ vài chục cây. Em sẽ có một cái chương trình tri ân dành tặng cho tất cả các bác nhà mình. Với cái sản phẩm này, bác nào mà chốt đơn thì gọi cho em là kéo bonsai hàng bãi. Đó. Em sẽ bán tặng cho các bác với mức giá chỉ có 120.000 một cây thôi. Cái nô này thì nó về rất chi là đẹp nha các bác nha. Hầu như là nó được mới cứng luôn đấy các bạn. Đấy, nó có một số cây là nó hơi rỉ sét một chút xíu thôi. Nói chung là những cái cây rỉ sét này thì cái số lượng của nó cũng rất là ít. Đấy, bác nào mà không may mà với phải những cái cây rỉ sét như này thì về các bác bôi cho một ít dầu và là nó sẽ sạch nhá. Đấy, giá chỉ có 120.000 thôi. Mức giá rất chỉ là hấp dẫn luôn các bạn. Đấy, cực kỳ là mới, đẹp. Đấy, hàng siêu xịn sò luôn. Cái này là hàng Nhật cho nên là các bác xài thì nó rất chỉ là ok về chất lượng. Các bác làm bonsai, làm cây cảnh thì các bác đừng bỏ qua những cái mã sản phẩm này nhá. Đấy, cái này thi thoảng bên em mới về được một ít thôi. Đấy, số lượng nó không có nhiều nhá. Số lượng không có nhiều cho nên là các bác nhanh tay. Đặc biệt ở cái lô này thì em có duy nhất một cây là nó bị đây, nó bị cái tình trạng như thế này. Đấy, cái này thì do là nhà em cũng rất là nhiều việc cho nên là không có người vệ sinh lại thôi. Thì cái này em sẽ bán tặng các bác có duy nhất một cây nhá. Cái cây này thì nó hơi rỉ sét nhiều một chút thì em sẽ bán tặng các bác giá duy nhất một cây là 70.000. Đấy, còn những cái cây như thế này thì sẽ là 120.000. Đấy, đa số là nó vẫn mới đấy các bạn. Đa số là vẫn rất chỉ là mới, có một số cây nó hơi rỉ sét một chút xíu thôi, nhưng mà những cái cây nào mà bị rỉ sét thì nó cũng chỉ bị rỉ sét một chút xíu, những cái con ốc như này này. Đấy, thì là các bác về các bác chịu khó vệ sinh lại cho em là được nhá. Những cái này thì các bác mua được những cái hàng này thì xài nó rất chỉ là ok. Tuyệt vời. Đấy mà giá rẻ nữa. Bác là chút mình nhanh tay, nhớ gọi cho em là kéo bonsai hàng bãi nhá. Kéo bonsai hàng bãi. Đấy, giá tặng các bác là 120.000 một cây. Có duy nhất một cái cây này. Đấy, cái cây này thì các bác gọi cho em là kéo bonsai hàng bãi, loại cái cây rỉ sét nhiều. Đấy thì giá bán tặng các bác là 70k. Cái cây rỉ sét nhiều thì có duy nhất đúng một cây thôi. Cho nên là các bác nhanh tay. Bác là chốt thì nhanh tay đặt hàng nhá.
Hôm nay thì em dọn kho lẻ một ít hộp của máy khoan pin các bác nha. Em sẽ có cái chương trình thanh lý xả kho giảm giá đặc biệt cho các bác, vừa bán vừa tặng, vừa bán vừa cho các bác nha. Đấy, hôm nay thì các bác cố gắng tiếp tục theo dõi hết video để có thể lựa chọn cho gia đình mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất trong cái buổi video ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ lên từng mã và em sẽ báo giá cho các bác nhá. Đấy, các bác mà đặt mua thì các bác đọc cho em đúng tên nhá, đúng tên sản phẩm và đúng giá tiền. Trên này em sẽ gọi tên sản phẩm và giá tiền chính xác để cho các bác chốt đơn, không bị nhầm, không bị sai mãi nhá. Đây, đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác này. Ở đây sẽ là những cái vỏ hộp của máy khoan pin 5 cell. Đây, cái này em sẽ có 3 cái hộp này. Cái này gọi cho em là vỏ hộp khoan pin 5 cell. Đấy, màu xanh, gọi là màu xanh, giá 50k. Ở trong này á thì nó sẽ có nguyên một cái bộ combo như thế này các bác ạ. Đấy, nguyên một cái bộ combo nhá, nó sẽ rất là nhiều những cái chi tiết như thế này. Đấy, nguyên một cái bộ combo này các bác mua thường nó cũng đã là 50.000, 70.000 rồi. Đấy, hôm nay thì em sẽ tặng các bác là nguyên một cái hộp như này, có hộp đựng và có combo ở trong như này nhá. Thì sẽ là 50k một hộp nhá. Cái này gọi cho em là hộp khoan pin 5 cell loại màu xanh, có phụ kiện bên trong. Đấy, gọi đúng tên cho em các bác nhá. Giá cho em là 50k. Đây có đúng 3 hộp nhá, đúng 3 hộp thôi. Và cái hộp bên này này, cái hộp bên này nó cũng giống như vậy, nó cũng giống như vậy nhưng mà nó sẽ bị mất một cái tai mở này. Đây này các bác này, thường là bên dưới này đây nó có hai cái tai này. Cái này thì nó bị mất một tai nhá. Các bác đóng một tai thôi, đóng một tai vẫn cứ dùng được bình thường các bác ạ, không vấn đề gì đâu. Đấy thì cái này em sẽ giảm xuống là nó còn có 30.000 thôi, còn có 30.000 thôi. Đấy, cái hộp này nhá thì nó sẽ có phụ kiện này, nó cũng có phụ kiện. Nhưng mà cái hộp 30.000 này thì nó lại không có cái con sâu bắn ốc các bạn, nó không có con sâu bắn ốc. Đấy, ba cái hộp bên dưới nó có cái con sâu này này. Đây, ba cái hộp ở bên dưới thì nó có cả cái con sâu bắn ốc ở chỗ khói như thế này. Đây cái hộp này có này, đây để em xem. Hộp này nó cũng có này. Đây, ba cái hộp ở bên dưới thì nó đều có cả phụ kiện và con sâu bắn ốc nha. Đấy thì là 50.000 một hộp này. Cái hộp 30.000 thì nó có phụ kiện như này thôi. Nó có một tai và nó không có con sâu bắn ốc. Đấy, các bác lưu ý nhớ cho em. Đấy, các bác mua cái nào mình có thể chụp màn hình lại này. Đấy, đây là hộp 5 cell nhá. Tiếp theo sang bên này này, cái hộp này có đúng một cái duy nhất này. Cái hộp này gọi cho em là hộp bu lông đai vát này. Đấy, hộp của bu lông đai vát đây nhá. Cái hộp này để các bác đựng máy bu lông pin đai vát. Các bác có thể đựng bu lông các loại nhá, chứ không cứ gì phải đai vát đâu. Cái này của hộp của đai vát, nhưng mà các bác có thể đựng Hitachi hay là Mayta là vẫn vừa. Giá 40k một hộp. Đây gọi cho em là hộp bu lông đai vát màu vàng, giá 40k này. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này là hộp đai vát 5 cell. Đây, hộp đai vát 5 cell màu đen. Đấy, cái hộp này thì nó không có phụ kiện, nó chỉ có hộp như này thôi các bác nha. Hộp này gọi cho em là hộp đai vát 5 cell loại màu đen, giá 20.000 đồng thôi, rẻ quá. Đấy, là bên này nữa này. Bên này thì gọi cho em là hộp hộp 5 cell Matic nha. Hộp 5 cell của Matic giá cũng 20.000 thôi. Trong hộp nó sẽ như thế này này các bác này. Đấy, trong hộp nó sẽ như này. Những cái hộp này các bác sẽ đựng được những cái con máy khoan pin mà 10 ly pin 5 cell các bác nhá. Đây, cái hộp này các bác gọi cho em là hộp 5 cell của Matic loại không có phụ kiện. Đấy, giá cho em là 20k. Rẻ ơi là rẻ luôn. Nào lên tiếp cho em. Cái hộp này em có đúng một cái duy nhất này. Hộp này là hộp khoan pin 12V. Đấy, hộp khoan pin 12V nha các bác. Hộp máy khoan pin 12V này duy nhất một cái, giá 20k cho các bác luôn. Đấy, 20k một hộp này. Có đúng một cái thôi các bác nha. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này thì cực kỳ là đẹp luôn. Cái hộp này là hộp của bu lông Macan. Đấy, gọi là cho em là hộp bu lông Macan có đúng một cái duy nhất nha. Đấy, đây nó như thế này. Nó có cái miếng xốp này này để các bác đựng máy bu lông này. Một bên là thân máy pin sạc như thế này. Còn không thì các bác bỏ cái miếng xốp này ra, nó sẽ là một ngăn rộng như này nha. Đấy, cái này gọi cho em là hộp bu lông Macan có đúng một cái thôi, giá 50.000. Còn cái hộp này, đây, cái hộp này gọi cho em là hộp bu lông Hucan. Đây là của Hucan X1 các bác nha. Đấy, nó cũng hình thức nó cũng giống Macan nhưng mà nó là của Hucan. Đây nó cũng có cái mảnh xốp này để các bác phân chia này. Đấy, bộ bu lông hút ở đây. Cái này các bác có thể dùng miếng xốp hoặc không dùng miếng xốp nha. Đây, cái này các bác gọi cho em là hộp bu lông Hucan X1 có đúng một cái thôi, giá 50k. Đấy, cực đẹp luôn ấy. Nào bên này có đúng một cái hộp của T-Box này các bác này. Đây để em xem đó là hộp của bu lông hay là của 13 ly đây. Cái hộp này á, nó sẽ là hộp của máy khoan 13 ly. Đây, máy khoan 13 ly, cái này nó không có đi theo. Đấy, nó chỉ có như này thôi. Có cái mảnh xốp này cho các bác nha. Này, các bác có thể đựng máy khoan 13 ly vào đây. Đựng thân máy 2 bi 1 sạc là được vừa.
Cái hộp này rất là đẹp luôn. Cái hộp này có đúng một cái. Cái hộp này gọi cho em là hộp 13 ly của T-Box. Hộp 13 ly của T-Box giá cho em 70.000 đồng đây ạ. Nào bên này sẽ là cái hộp của con Akuza này. Cái hộp này thì quá đẹp luôn. Hộp này quá đẹp luôn các bác. Cái hộp này gọi cho em là hộp 13 ly của Akuza. Nhưng mà cái này các bác nhìn cho em nhé, nó mất một cái tai mở nha các bác. Hộp Akuza này mất một tai mở nhưng mà nó vẫn chắc chắn và đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây, cái này mất một tai mở rồi. Cái hộp này là em định thanh lý các bác giá 70k vì nó rất chi là đẹp. Nhưng mà bây giờ em mới thấy này, nó bị mất một bên tai mở này. Mất một bên tai mở nhá. Nên là sẽ giảm giá thêm cho các bác. Cái hộp này thì quá là đẹp luôn. Đây, hộp này em sẽ chỉnh lại là 50k. 50k các bác nha. Đấy, hộp này có đúng một cái duy nhất thôi. Các bác gọi cho em là hộp 13 ly của Akuza nha. Giá là 50k một hộp này. Tiếp theo sang bên này sẽ là hộp máy cưa xích pin nha. 2, 4, 5. Có 5 cái hộp máy cưa xích pin. Đây, 5 cái hộp máy cưa xích pin. Giá 50k một hộp cho em. Đây, cái hộp máy cưa xích pin này. Hộp này các bác sử dụng để đựng máy cưa xích bằng pin các bác nha. Cái này các bác có thể mua về đựng máy cưa xích pin này. Hoặc không thì các bác, nó sẽ có hai lớp đấy ạ. Có hai lớp. Các bác cắt bỏ cái lớp bên trong này đi, nó thành một cái hộp rộng các bác đựng gì được. Đây, có 5 hộp. Gọi cho em là hộp máy cưa xích pin. Giá cho em là 50.000 một hộp này. Cái hộp cưa xích pin nó sẽ có hai hộp, nó bị mất một bên tai mở nha các bác. Đây, mất một bên tai mở nhưng mà các bác dùng nó vẫn ok. Đấy, giá là 30.000 cho hai cái loại này. Cái này là gọi cho em là hộp cưa xích bằng pin, hộp cưa xích pin loại mất một khóa mở. Đấy, giá 30.000. Đấy, cái này do là em để hàng trong kho nên là một số hộp có thể nó hơi bụi bụi một chút, thì về các bác mà bác làm mà gặp phải những cái hộp bụi này thì các bác lau đi cho em một chút nha. Lấy cái rẻ ẩm lau cái là nó khô nó sạch thôi. Này. Đấy, còn đa số thì nó vẫn mới. Nào, bên này thì sẽ là hộp bu lông nha. Nào, bên này là gọi cho em là vỏ hộp bu lông màu đen. 40k một hộp các bác nha, có 3 hộp này. Đây, hộp này là hộp đựng máy bu lông pin nha. Những cái hộp này các bác đều đựng được đủ một bộ, có một thân máy, hai pin, một sạc là các bác đựng vừa. 40.000 một hộp này. Còn bên này nó có 4 cái hộp bu lông pin màu đen. Nhưng mà nó bị mất một tai mở. Đấy, tức là nó chỉ còn một bên tai thôi. Này, bên này nó mất một bên này. Nhưng mà các bác vẫn cứ dùng ok. Đấy, mất một bên tai thì em tính giá có 20.000 thôi. Đấy. Đó, các bác gọi cho em là hộp bu lông pin màu đen nhá. Loại 2 tai thì nó sẽ là 40.000, còn loại mất một tai thì nó sẽ là 20.000. Đấy, giá thì rất chi là hời luôn các bác. Đây, mỗi mẫu nó có 1 2 hộp thôi cho nên là các bác chốt là mình nhanh tay. Đấy, còn bên này thì em lọc ra là có một số hộp là nó bị vỡ như này thì là em sẽ tặng các bác. Đây, nào, đầu tiên nhá. Cái này em sẽ tặng các bác này, nó sẽ có hơn 10 cái. Được tính là tặng không đồng cho những bác nào mà có đơn hàng ngày hôm nay. Đấy, em sẽ tặng cho mỗi bác một hộp. Bác nào mà thích tặng hộp số mấy các bác báo em. Nhưng mà sẽ tặng mỗi bác một hộp thôi nhá. Còn một bác thì không được tặng hai hộp, ba hộp. Bởi vì cái này tặng nhiều nó vào cái đơn hàng nó cồng cành là sẽ không gửi được hàng. Đây, nào em gửi các bác đây cái hộp này. Hộp tặng này là hộp tặng số 1 cho em. Đây, hộp tặng số 1. Các bác mà muốn, các bác mà ví dụ các bác nào mà có đơn hàng rồi mình muốn được tặng cái hộp nào thì mình báo em. Đây là hộp tặng số 1 nhá. Nó sẽ là một cái hộp bu lông này này. Đấy, nó vẫn có hai cái tai mở hẳn hoi nhưng mà những cái hộp tặng này đa số nó sẽ bị dập. Đây, nó bị dập một ít ở đây này. Cái hộp số 1 đấy nó dập ít đây. Nhưng mà nó không vào bên trong đâu các bác ơi. Nó không vào bên trong. Đấy, cái hộp số 1 này nó sẽ dập ít đấy thôi nhá. Đây là hộp tặng số 1. Cái này gọi cho em là hộp tặng số 1 này. Tiếp theo sang hộp tặng số 2. Đây, hộp số 2. Cái này hộp số 2 nhá. Hộp số 2 thì nó sẽ mất hai cái bên khóa. Đây, hộp số 2 là mất hai bên khóa rồi. Về các bác buộc dây lại nhá. Nó không bị vỡ đâu nhưng mà nó mất hai cái bên khóa mở rồi. Cái này là hộp số 2 cho em này. Cái này gọi cho em là hộp tặng số 2. Còn đây sẽ là hộp tặng số 3 nhá. Hộp tặng số 3 nó sẽ như thế này. Đây, hộp tặng số 3 này. Em sẽ đánh số này để các bác chọn số nào các bác báo nha em. Đây, cái hộp số 3 để em xem nó bị lỗi cái gì nào. Đây, hộp số 3. Thì cái hộp tặng này thì đa số là nó sẽ bị dập nhưng mà nó dập ít thôi thì em tặng các bác nha. Đây, cái hộp số 3 nó dập ít ở chỗ này này các bác này. Đấy. Tiếp theo là hộp tặng số 4 này. Hộp tặng số 4 đây, nó bị dập một ít ở chỗ này nhá. Nhưng mà các bác nhìn này, nó không có bị hở vào bên trong đâu. Và các bác dán ít keo 502 vào là được. Đây, cái này hộp tặng số 4 cho em. Nó là một cái hộp đựng máy khoan 13 ly màu đen đấy ạ.
À, tiếp theo sẽ là hộp tặng số 5, nó cũng là một cái hộp đựng máy khoan 13 ly màu đen luôn này. Đây. Đấy, hộp tặng số 5 đây nha các bác nha. Để xem nó bị lỗi ở chỗ nào đây. Đây, nó bị dập một ít chỗ này các bác ơi. Đây, dập ít chỗ này. Về các bác gắn keo vào, vô tư không vấn đề gì. Nào, tiếp theo sang đến hộp tặng số này là số 6. Đây, hộp tặng số 6 này các bác này. Hộp tặng số 6 nha. Đây, để em xem. Cái này thì nó sẽ bị thủng một ít ở đây. Đây, nó bị thủng ở chỗ này. Về các bác vá lại cho em này. À, tiếp theo sang hộp tặng số 7 này. Hộp tặng số 7 đây này các bác này. Đấy, hộp tặng số 7 đây nhá. Để xem nó bị lỗi chỗ nào đây. Cái hộp tặng số 7 này khá là đẹp đấy nhỉ. Đây, hộp tặng số 7 đây đây đây. Nó bị há một ít ở dưới đáy này. Đây, nó bị há ít chỗ này. Các bác đựng những cái đồ to nhá. Cái này đựng ốc thì nó sẽ bị dơ thôi. Còn đựng tô vít thì thoải mái nào. Tiếp theo hộp đựng tặng số 8. Thủng một cái lỗ ở đây này các bác. Đây, đấy, thủng một lỗ nhỏ đấy. Về các bác vá lại em. Cái hộp này là hộp tặng số 8 nhá. Đây là số 8. Các bác đọc theo số cho em nhá. Nào, tiếp theo hộp tặng số 9 này. Hộp tặng số 9 này. Nhìn rất là dày dặn đẹp chắc chắn. Đây, hộp tặng số 9. Để em coi xem là nó bị lỗi lầm ở chỗ nào. Đây, các bác nhìn cho em nhá. Cái hộp này thì khá là đẹp luôn. Đây, hộp tặng số 9 này các bác này. Số 9 này. Đây, dập một chút ở đây nha các bác. Dập chút đây và các bác vá lại. Lấy keo mình gắn lại. Nào, hộp tặng số 10 ạ. Hộp tặng số 10 sẽ là một cái vỏ hộp 12V. Đây, một cái vỏ 12V. Dập một chút ở đây. Đây, để xem nó có vào bên trong không. Đây, nó bị ở cái góc này. Đây này các bác, về các bác gắn keo lại nhá. Đây là hộp tặng số mấy đây? Số 10 nhá. Đây là số 10 này. Nào, lên tiếp cho em này. Số 11 này. Hộp tặng số 11 đây các bác ơi. Hộp tặng số 11. Đấy, hộp tặng số 11 này. Đây, cái hộp này thì nó sẽ bị... đây chỉ bị gãy một ít ở chỗ cái tay thách này thôi. Không vấn đề gì đâu, về các bác gắn keo lại. Đấy, thế là em sẽ tặng các bác 11 cái vỏ hộp. Tặng 11 cái vỏ hộp nha. Bác nào có đơn hàng thì các bác muốn được tặng cái vỏ số mấy các bác báo em. Đấy, nhưng mà mỗi bác chỉ tặng cho mỗi bác một cái thôi nhá. Không tặng 2-3 cái. Đấy, bác nào có đơn hàng sẽ được tặng. Thi thoảng nó có một số hộp nó bị bụi bặm như này. Về các bác lấy cái giảm các bác lau lại giúp em. Đấy, còn đa số thì nó vẫn là mới. Đấy, còn bên này nó sẽ có 4 cái vỏ hộp 13 ly này. Đây, cái vỏ 13 ly là 50.000 một hộp nhá. Nó sẽ còn hai cái vỏ vàng và một cái vỏ xanh, một cái vỏ đen. Những cái vỏ này là để các bác được máy khoan 13 ly đấy ạ. Đây, cái này gọi cho em là vỏ hộp khoan 13 ly màu xanh này, 50k này. Vỏ hộp khoan pin 13 ly màu vàng nữa này. Đây, cũng 50k này. Những cái vỏ hộp này các bác đựng máy khoan pin 13 ly. Đấy. Vỏ hộp máy khoan pin 13 ly màu đen. Đây, giá cũng 50k các bác nhá. Đấy. Em có một cái đen, hai cái xanh. À đâu, một cái đen, một cái xanh và hai cái vàng. Đó. Rất là nhiều mã nhá. Các bác đọc đúng mã cho em. Đấy, đặc biệt là có 11 cái vỏ hộp tặng. Bác nào mà mua hàng thì mới được tặng nhá. Đấy, bác nào muốn được tặng cái số mấy thì các bác báo em nhá. Hôm nay thì em sẽ lên tiếp tục cho các bác một cái mã sản phẩm giá siêu hời luôn các bác ạ. Hôm nay thì em ôm lô thanh lý ở công ty, nó có 200 cái mỏ hàn thiết nha các bác, mỏ hàn điện tử nha. Cái này hôm nay các bác chốt đơn cho em cái mỏ hàn xanh này, giá rẻ như cho luôn các bác ạ, phải nói rằng rẻ nhất thị trường. Đây các bác nhìn cho em nhá, chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ như thế này đâu. Cái giá này thì nói chung là công ty đang xả cho các bác cái giá lỗ vốn, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em mỏ hàn xanh nhá. Đây là các bác nhìn cho em này, cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, xài điện trực tiếp 220V nhá, công suất là 60W đây này. Cái nút màu vàng này này, cái nút màu vàng này nó sẽ là cái nút chỉnh tốc độ đấy ạ. Đấy, cái này chỉnh cái độ nóng nha các bác nha. Các bác chỉnh tối đa lên tới là 450 độ đây này. Đây các bác nhìn cho em. Cực kỳ là xịn sò luôn khi mà các bác hàn nha các bác. Có thể là cảm nhận theo cái cảm nhận của mình hàn ở cái mức độ nào mà nó vừa phải. Đấy, cái này thì nó sẽ có cái nút chỉnh như này cho các bác. Đấy, cái đầu mỏ hàn này thì nó rất là tiện lợi luôn nhá. Xài điện trực tiếp 220V nên là về cứ thế là các bác xài thôi. Hôm nay thì mua được cái giá rất chi là hời và lại còn được nhận thêm phần quà tặng nữa. Mua 1 tặng 3 các bác. Đấy, hôm nay là em sẽ có chương trình mua 1 tặng 3 cho các bác. Tức là khi mà các bác mua một cái mỏ hàn xanh như thế này nhá, các bác sẽ được nhận về 3 cái phần quà tặng. Đầu tiên là các bác sẽ được tặng một cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này, để lấy mai các bác thay thế này. Và thứ hai nữa là em sẽ tặng cho mỗi bác là một cái cuộn thiếc nho nhỏ như thế này để về các bác xài nhá. Và tặng thêm cho các bác là một ít cái nhựa thông như này nữa này. Đấy, tức là các bác mua một sản phẩm mà được tặng 3 sản phẩm luôn. Đây các bác nhìn cho em này, một bộ là nó sẽ như thế này. Đây nha. Đấy, sẽ có một mỏ hàn này, được tặng thêm một túi đầu mỏ 5 cái như thế này, tặng thêm cả thiếc này và chì hàn như này cho các bác này. Đấy, rất là đầy đủ luôn nha.
rất là đầy đủ như thế này này các bác ơi. Đấy, mà chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? Rẻ lắm luôn các bác. Mức giá này nghe thì phải nói rằng là bác nào cũng phải giật mình. Đấy, hôm nay thì mức giá 99k. 99k để sở hữu một cái mỏ hàn điện tử cực kỳ là xịn sò như thế này nha các bác. Đấy, em sẽ có 200 bộ nha. 200 bộ dành tặng cho bác nào mình hôm nay mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ có cơ hội để mua cái mỏ hàn này với mức giá 99k. Đấy, bình thường là các bác trước đây là các bác đang phải mua với mức giá là 150.000. Trước đây là các bác được mua mức giá là 150.000 nhưng mà nó không có được tặng kèm thêm những cái phần quà như thế này. Đấy, cái phần quà này của em trị giá hàng bao tiền rồi. Hôm nay là các bác đã mua được giảm giá sập sàn, có 99k thôi mà lại còn được nhận rất là nhiều những cái quà tặng như thế này các bác nha. Đấy, giá rất là hời đấy, cho nên là bác nào chốt cái này mình hãy nhanh tay. Khi mà đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình đặt hàng nhá. Lên đơn các bác nhớ gọi cho em là mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh tặng kèm chì hàn và nhựa thông, các bác nói rõ như vậy cho em. Đấy, chốt đơn cho em gọi là mỏ hàn xanh tặng kèm thêm chì hàn và nhựa thông với mức giá cho em là 99k. Quá rẻ quá hời luôn các bác ạ. Đấy, cái mỏ hàn này nhá thì là các bác sẽ tùy chỉnh được nhiệt độ lên, nó rất chi là tiện lợi luôn. Tùy chỉnh nhiệt độ lên tối đa là 450 độ C cho em. Đấy, cái này các bác mua về để hàn chì hàn thiếc nha. Các bác xài gia đình thì tuyệt vời rồi, hoặc là các bác thợ nhá, nhất là các bác thợ điện tử thì dùng thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, đây là cái mỏ hàn xanh nhá. Ngoài cái mỏ hàn xanh này ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái mỏ hàn đen như thế này. Đây, cái mỏ hàn đen thì hôm nay nó không có cái chương trình tặng các bạn. Mỏ hàn đen thì nó cũng rất chi là chất lượng, nhưng mà hôm nay thì cái mỏ hàn đen thì nó không có chương trình tặng. Cái mỏ hàn đen này nếu mà các bác chốt thì giá của nó sẽ là 240.000. Đấy, cái mỏ hàn đen này thì nó sẽ không được tặng thêm chì hàn với nhựa thông, nhưng mà nó sẽ được tặng thêm cái túi đầu mỏ 5 cái như thế này để các bác thay thế nhá. Còn nếu như mà bác nào mà muốn dùng cái mỏ hàn đen này thì các bác lên đơn xem là mỏ hàn đen, giá của nó là 240.000. Cái mỏ hàn đen này này thì nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ và nó có hiển thị số ở trên này cho các bác nhìn. Đấy, cái này nó có hiển thị số luôn thì các bác dễ chỉnh hơn. Còn cái mỏ hàn xanh thì nó cũng vẫn cứ ok. Đấy, các bác dùng cái lạ được màu xanh hoặc màu đen nhá. Để em nhấn mạnh các bác hôm nay thì cái màu xanh nó đang có cái chương trình giá rẻ mà lại còn được tặng quà nữa, cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, lên đơn cho là mỏ hàn xanh là 99k, mỏ hàn đen thì sẽ là 240k các bác ạ. Đấy, giá rẻ, giá rẻ, giá hời ơi là hời luôn. Bác là chốt thì mình nhanh tay nhá. Đấy, phần quà tặng như thế này cho em. Đấy, mỗi một cái mỏ hàn xanh này tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông và cái túi đầu mỏ 5 cái như này nha. Còn mỏ hàn đen thì lưu ý cho em là chỉ được tặng túi đầu mỏ thôi, không tặng kèm thêm chì hàn nhựa thông đâu. Đấy, mức giá rẻ bất ngờ cho tất cả các bác nào may mắn theo dõi được trực tiếp video. Các bác hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Và đây là những cái mỏ hàn thiếc các bác nha. Ngoài những cái mỏ hàn thiếc này ra, hôm nay thì bên em cũng có cái chương trình xả cho các bác. Ở đây sẽ là cái lô máy hàn que, máy hàn một chức lăng nhá. Máy hàn của Hukan, cái mẫu này là cái mẫu có hộp nhựa các bác. Đây, mẫu có hộp nhựa như này. Mỗi một bộ máy thì nó sẽ đựng trong một cái hộp nhựa như thế này, rất chi là đẹp và chắc chắn cho em. Các bác xem này, nguyên một bộ sản phẩm này nhá thì nó sẽ có một cái hộp nhựa máy đựng máy này, một máy này. Đấy, và đi theo máy thì nó sẽ được tặng kèm thêm là một đôi găng tay. Đấy, các bác được tặng kèm thêm là một đôi găng tay như thế này cho em nhá. Và tiếp theo sẽ là có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này. Đấy, đủ bộ luôn. Và được tặng kèm cho các bác ở đây là nó sẽ có 5 cái que hàn. Đấy, tặng kèm các bác là 5 cái que hàn nha. Và tiếp theo thì sẽ là có cái dây để đeo máy như thế này này. Và có cả cái kính như này nữa nha. Tiếp theo còn có cả cái búa gõ rỉ cho các bác đây. Có cả cái búa gõ rỉ như thế này. Đây, cái máy hàn này là máy hàn của Hukan, hàng chính hãng đấy các bác. Máy chuyên hàn que, model là MMA 200 ml. Đấy, cái này thì các bác nhìn cho em này, con này thì nó nhỏ gọn nhá, con này nó nhỏ gọn lắm đấy ạ. Đây, cái mặt trước này có cả đồng hồ báo cho các bác đây nha. Và cái mặt sau này, đây mặt sau nó sẽ như thế này, có công tắc tắt mở này và có quạt đóng mát như này. Cái mỏ, cái máy hàn này thì các bác gọi cho em là máy hàn của Hukan, loại có hộp nhựa nha. Đấy, bác nào mà ưng cái mẫu máy hàn này thì là các bác lên đơn cho em, cứ gọi cho em là máy hàn của Hukan, loại có hộp nhựa nha các bác nha. Hôm nay thì em lại share cho anh em mình cái mã mỏ hàn mà đã được rất là nhiều anh em quan tâm. Đây là cái mỏ hàn sung nha.
Cái này anh em mà chốt thì gọi cho em là màu đỏ nhá, với mức giá chỉ có 170.000 đồng thôi anh em ạ. Và cái mã sản phẩm này thì anh em mình sẽ được hỗ trợ bao ship luôn. Mỏ này thì sẽ là mỏ đồng nha anh em nhá, hàng mỏ đồng 100% luôn. Và anh em mình sẽ mua về để mình hàn chì, hàn thiếc. Cái này chưa theo chì hàn nhựa thông đâu. Và với cái mỏ hàn này thì nhân viên kỹ thuật nhà em đã dùng đến cả bao nhiêu năm nay rồi, đến cả hơn chục năm rồi các bác ạ, mà nó vẫn xài rất chi là tốt. Cái này thì nó sẽ có một cái độ bền cao này, và đặc biệt hôm nay thì em mình mua được cái giá rẻ, giá hời nha. Cái này thì chưa theo chì hàn với nhựa thông này. Nếu mà trong trường hợp mà anh em nào mình chưa có chì hàn nhựa thông thì có thể liên hệ bên em để mình mua thêm cả chì hàn nhựa thông đấy cũng có. Đấy, còn mỏ hàn thì chưa theo chì hàn nhựa thông đâu, mà giá rẻ lắm, chỉ có 170.000 đồng thôi. Đấy, anh em mà chốt thì gọi cho em là mỏ đỏ nha. Cái mỏ hàn này nó sẽ có công suất là 100W và xài điện trực tiếp 220V. Lên đơn nhớ gọi cho em là mỏ đỏ với mức giá 170k và sẽ được hỗ trợ bao ship tận nhà anh em mình. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Kiểm tra ưng ý với nhận, mới không ưng ý thì cứ hoàn hàng về cho em đi. Và với cái sản phẩm này thì em cam kết khẳng định, tự tin là khẳng định cho anh em mình là anh em nào mà đã nhận rồi, mà đã dùng rồi thì sẽ đều tin tưởng sử dụng và sẽ phản hồi cái chất lượng của nó cực kỳ là ok anh em nhá. Bên em có nhiều các mã mỏ hàn thiếc mà chưa theo chì hàn và nhựa thông ấy, nếu mà anh em nào mình có nhu cầu mua thêm chì nhá thì tham khảo cho em. Đây là những cái quận chì tăm nhá, cái quận chì tăm này mỗi một quận này là quận nhỏ ạ. Đấy, sợi của nó sẽ nhỏ như sợi tăm các bác ạ. Một quận này thì sẽ được 100g nhưng mà nó sẽ hơi mát một chút. Nếu như mà 10 quận các bác cân lên thì nó sẽ rơi là vào tầm 9 nạng, hơn 9 nạng một chút xíu nhá. Đấy, thì các bác lên đơn cho em là quận thiếc nhỏ đấy, giá chỉ có 35.000 một quận thôi. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đủ thiếc này và nhựa thông cũng có. Đấy, nhựa thông thì sẽ là 10.000 một lạng. Anh em mà có nhu cầu mua chì hàn và nhựa thông thì hãy thông báo trực tiếp cho nhân viên chốt đơn để nhà em sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác. Đấy, nhiều những cái mã máy hàn thì nó đã theo chì hàn nhựa thông rồi, nhưng có một số mã chưa theo chì hàn nhựa thông. Trong trường hợp anh em ở nhà chưa có chì hàn nhựa thông thì hãy mua những cái quận chì như này. Chì này sẽ là chì tăm nhá, để phục vụ cho anh em làm điện tử này, hàn mạch huyết các thứ rất là ok luôn. Ngoài ra thì chì bún em cũng có. Chì bún thì nó sẽ là cái chì sợi to thì nó sẽ tính theo kg. Đấy, cái giá của chì bún thì nó sẽ cao tiền hơn chì tăm. Tuy nhiên là các bác cứ lấy những cái quận chì tăm như thế này này, xài ok lắm các bác ạ. Và hôm nay giá rẻ đấy, có 35.000 một quận chì thôi nhá. Đấy, còn bác làm mà mình muốn mua những cái quận chì lẻ như này là cũng được nha. Các bác cứ liên hệ trực tiếp để nhà em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác nha. Siêu rẻ luôn các bác ạ. Hôm nay thì với những cái viên đá cắt sắt của HD, hàng xịn sò con bò như thế này, và các bác sẽ mua được cái mức giá nó rẻ chỉ bằng 1/4 giá so với thị trường thôi các bác ạ. Đây, với những cái viên đá cắt sắt của HD như này nhá, hàng chuẩn xịn loại 1, hàng của HD này rất là xịn sò luôn. Cái đá này là đá cắt sắt nha, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn như này cho em. Đá hay ra ngoài thị trường thì các bác sẽ phải mua với mức giá là 10.000 một viên. Hôm nay thì em sẽ có cái chương trình tri ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình. Đá này thì sẽ là đá một tấc nha, đá một tấc đấy ạ. Các bác về lắp vào những cái máy cắt máy mài phi 100 là mình xài nha. Bình thường các bác mua lẻ là 10.000 một viên ở ngoài thị trường đúng không ạ? Hôm nay thì em sẽ chiên bán tặng các bác nhà mình nguyên một hộp luôn nha. Đây, nguyên một hộp nó sẽ là như thế này. Đấy, em đang mở một hộp ra rồi đây này. Đấy, một hộp như này nó sẽ là có 4 cái sấp như thế này các bạn. Có 4 cái sấp như này và tổng thể nó sẽ là 100 viên đá cắt sắt của HD đá một tấc. Mà giá quá là rẻ luôn các bác nha. Đấy, hệ giá chỉ có 250.000 thôi. Bình thường các bác mua lẻ là 10.000 một viên. Đấy, bây giờ tính ra nó vào có 2.500 một viên. Đấy, hệ giá nó chỉ bằng giá 1/4 so với giá thị trường thôi các bác nha. Quá rẻ, quá tiện luôn. Đấy, các bác nhanh tay mình lên đơn cho em là 100 viên đá cắt sắt HD với mức giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Giá quá rẻ luôn. Cái đợt này em có cái chương trình xả kho bán tặng cho các bác. Cái giá này là giá xả kho, giá lỗ vốn rồi, cho nên là em sẽ chưa hỗ trợ bao ship cho các bác cái sản phẩm này. Đấy, bác nào mình mua thì sẽ cộng thêm 30.000 tiền phí ship. Còn trong trường hợp bác nào mà có những cái đơn hàng là mình được bao ship rồi thì mình có thể bổ sung nhá. Mình có thể bổ sung, mình đi chung nguyên một hộp đá cắt như này thì mình sẽ không mất thêm tiền phí ship đâu. Đấy, cái giá của nó rất chi là rẻ, rất chi là hời. Và cái đợt này trong kho của em số lượng nó cũng không còn nhiều, cho nên là bác là chốt cái mã sản phẩm này mình nhanh tay lên đơn đặt hàng gọi cho em là 100 viên đá cắt sắt của HD với mức giá chỉ có 250.000, quá rẻ luôn các bạn. Hôm nay thì em lại tiếp tục lê cho anh em mình những cái mã sản phẩm với mức giá siêu hời nha. Đặc biệt hôm nay thì bộ mũi khoan tháp đa lăng hàng bãi Nhật bên em mới về được một cái lô này, nó có khoảng tầm hơn 100 bộ nha. Đấy, nó có khoảng hơn 100 bộ, số lượng cũng không có nhiều đâu, cho nên là hôm nay đây sẽ là một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý để phục vụ gửi tới tất cả các bác.
Đây là bộ mũi khoan tháp đa lăng các bác ạ. Đấy các bác nhìn cho em nha, hàng bãi Nhật xịn sò cực kỳ luôn. Đấy, mẫu mã đẹp và đặc biệt hôm nay thì với mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ. Quá là rẻ luôn, 130.000 đồng để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo như thế này. Đấy, bao gồm đi theo cho các bác sẽ là ba cái mũi khoan tháp nha, từ mũi nhỏ cho đến mũi lớn luôn. Đấy, mũi đầu tiên sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 12, sau đó là sẽ có mũi khoan tháp từ 4 đến 20 và cuối cùng sẽ là mũi khoan tháp từ 4 đến 32 là cái mũi to nhất này. Và bên trên này thì nó sẽ có ba cái mũi khoan taro luôn nha các bác. Đấy, ba cái mũi khoan taro to nhỏ khác nhau như thế này. Quá là tiện lợi xịn sò con bò như thế này mà giá có 130.000 đồng thôi. Bình thường một cái mũi khoan tháp mà từ 4 đến 32 này này, các bác ra ngoài thị trường mua thì nó cũng tầm cỡ 150.000 rồi. Đấy, hôm nay thì chỉ với mức giá 130.000 để các bác có thể sở hữu được nguyên một combo xịn sò như thế này. Số lượng không có nhiều nha, cho nên là bác nào mình chốt cái sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể lên đơn hàng. Đặt hàng các bác gọi cho em là bộ mũi khoan tháp 6 món, giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác ạ, số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng bãi Nhật nha, em nhấn mạnh các bác hàng bãi Nhật cực kỳ là xịn sò luôn. Cái hàng này thì thi thoảng nó mới có một đợt hàng thôi, cho nên là bác nào mà đang may mắn theo dõi được cái video này, mình đang có nhu cầu quan tâm cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn nha. Hôm nay thì ngoài những cái bộ mũi khoan tháp đa lăng như thế này thì em sẽ lên tiếp cho các bác cái phía bên kia sẽ là những cái bộ mũi khoét nha. Đây, các bác tham khảo cho em này, ở đây sẽ là những cái bộ mũi khoét rất chi là xịn sò luôn. Đấy, các bác tham khảo hôm nay nó sẽ có hai cỡ nha, mẫu nhỏ và mẫu to. Mẫu nhỏ thì nó sẽ bao gồm có 6 mũi này, còn mẫu to thì sẽ là 10 mũi nhá. Đầu tiên sẽ lên cho bác những cái mũi nhỏ này. Đây, cái mũi nhỏ thì nó sẽ là nguyên một combo như này ạ. Một combo là nguyên hộp như này cho em nhá. Đầu tiên thì em sẽ chi tiết cho các bác về cái mẫu mã này và cho các bác xem những cái thông số luôn. Cái bộ này thì các bác lên đơn gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. À, giá của nó chỉ có 299.000 đồng thôi và sẽ được hỗ trợ bao ship các bác. Cái bộ mũi khoét này nó bao gồm có 6 mũi này. Đây, đầu tiên sẽ là mũi 16 này, 18 này, 20 này, 22 này. Tiếp theo đây sẽ là mũi, đây để em kéo lên cho các bác xem này. Đây, mũi 25 này. Cái này sẽ là mũi 25 nhá. Và to nhất thì sẽ là mũi 30 sau này. Đây, cái này là mũi 30 này. Tổng thể các bác sẽ có 6 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Ngoài ra sẽ thêm là có hai cái lục giác như này cho các bác này. Đấy, thêm cho bác là hai cái lục giác như này. Nguyên một hộp như này cho em nhá. Cái hộp này các bác chốt thì gọi cho em là bộ mũi khoét nhỏ ạ. Nó sẽ có 6 mũi như này. Giá sẽ là 299.000 đồng và hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà các bác nha. Nếu mà các bác mà không ưng cái mẫu nhỏ này thì các bác có thể tham khảo lấy cho em cái mẫu lớn. Đây, cái mẫu bên này sẽ là mẫu lớn này. Đây, cái mẫu lớn thì các bác nhìn cho em nó cũng sẽ có nguyên một combo như thế này. Đấy, nguyên một combo như này. Có hộp cho các bác nha. Đây, có cái hộp cho các bác như thế này. Về các bác đậy lại này. Đó. Cái này thì nó sẽ có 6 mũi nha. Đầu tiên này em sẽ đọc cho các bác cái kích cỡ này. Đây, đầu tiên cái phía bên này. Đây, em sẽ đọc cho các bác đầu tiên là cái mũi này nhá. Mũi này là mũi nhỏ nhất này. Cái mũi này là mũi 18 này. Mũi 18. Đây, để em sẽ kéo cho các bác xem cả cái mũi phía bên này xem nó là mũi bao nhiêu nha. Đây, 16 này. Nhỏ nhất là 16 đấy các bạn. À, mũi 16 này. Sau đó là đến 18. Đây là 16 nhá. 18 này. Tiếp theo sẽ là 20 này. 22 này, 25 này, 30 này. Và bên này sẽ là 35 này, 53 này. Có cả mũi 50 và 45. Đấy, tổng thể là các bác sẽ có 10 cái cỡ mũi như em vừa nêu tên. Đây, cái bộ này thì các bác gọi cho em là bộ mũi khoét to. Đấy, bộ mũi khoét to thì giá của nó sẽ là 599.000 và sẽ được hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đấy, cái bộ mũi khoét nhỏ thì nó đều theo hai cái lục giác như này. Cái bộ mũi khoét to thì nó không theo lục giác các bác nha. Đấy, bộ mũi khoét to thì nó sẽ có tổng thể sẽ là 10 cái mũi khoét như thế này. Đấy, hàng xịn sò, chất liệu đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, chất liệu là đẹp cực kỳ luôn. Bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác. Hàng chính hãng của Kabushi luôn này các bác này. Đấy, hàng chính hãng của Kabushi dập lỗ như thế này cho em nhé. Đấy, với một cái mã sản phẩm cực kỳ là ưng ý nha. Hàng chính hãng mà hôm nay thì các bác mua được cái giá nó rất chi là hời. Cho nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này, mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để sở hữu những cái mã sản phẩm cực kỳ là cao cấp, hàng xịn sò và với mức giá siêu 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 hời các bác ạ.
Hôm nay thì em lại có một cái mã sản phẩm giá siêu hời để phục vụ cho tất cả nhà mình. Đây là bộ máy hàn chính hãng của Marula anh em nhá. Máy hàn que, máy hàn một chức năng, hàng chính hãng nên là anh em mình sử dụng để cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hôm nay thì anh em nào mà may mắn theo dõi được cái video này thì anh em mình sẽ có thể sở hữu được cái con máy hàn hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn anh em ạ. Đấy, với thiết kế của máy thì nó sẽ là hàng mili. Em sẽ đo cho anh em mình xem cái kích thước của máy nhá. Đầu tiên sẽ là chiều dài này. Đây là anh em ơi. Đấy, chiều dài của máy thì chỉ có rơi vào là 25cm thôi. Đấy, 25 này, 24. Đấy, chiều dài của máy sẽ là 24cm nha. Và tiếp theo sẽ là chiều cao này. Đây, nhìn cho em cái chiều cao sẽ là 15cm anh em ạ. Đấy, chiều cao của máy sẽ là 15cm nha. Và cái chiều rộng này, chiều rộng của nó sẽ là 10cm. Đấy, một cái con máy hàn siêu mili, siêu nhỏ gọn luôn. Anh em nào mình xài gia đình thì nói chung là mua cái bộ sản phẩm này, mua một lần là mình cứ dùng mãi mãi luôn. Đấy, còn anh em mà xài thợ thuyền, làm công trình thợ thuyền các thứ nó vẫn cứ ok tuyệt vời. Đây sẽ là một cái mã máy hàn ngon bổ rẻ nhất của Bắc Bộ này. Đấy, và em sẽ cân thử cho anh em mình xem cái trọng lượng của máy nha. Đây, cái mẫu máy thì rất chi là nhỏ gọn rồi. Và đây trọng lượng của máy này. Đây anh em nhìn cho em nha. Đây, em sẽ cân mỗi máy thôi, nó chưa có phụ kiện đi theo thì nó sẽ là 2, ở đây là 2 cân 2 nha các bác. Đấy, 2 cân 2 lạng nha. Đấy, 2,2kg cho em này. Cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và với cái sản phẩm này hôm nay mà anh em mình mua thì nó sẽ nhận về là nguyên bộ sản phẩm như thế này. Đây, có một máy này và phụ kiện đi theo đây nhá. Phụ kiện này anh em mình sẽ có một cái che mặt này. Đây, cái này là cái hai cái miếng tròn này các anh em mình đút vào đây. Đấy, và đây thì nó sẽ có dây hàn này, kìm hàn kẹp mát này, đầy đủ như thế này. Và có một cái búa gõ dỉ như này cho em nha. Đấy, phụ kiện đi theo nó sẽ là như thế này này anh em ơi. Đó, nguyên bộ sản phẩm sẽ là đầy đủ như thế này, hàng của Marula. Đấy, và em sẽ quay chi tiết cho anh em mình. Đầu tiên là cái mặt trước của máy nha. Cái mặt trước của máy này, con máy này thì anh em nhìn cho em là nó sẽ có đồng hồ báo này. Và đây là nó sẽ có những cái ô thoáng như này. Đấy, anh em nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất bên trong máy này. Đấy, cái sợi đồng của nó rất chi là to nha. Sợi đồng rất chi là to luôn. Đấy, và em sẽ đo cho anh em mình cái, đây này, cái chỗ này để anh em mình có thể hình dung ra được là cái đầu mà để cắm dây này. Đây, cái kích thước nó sẽ là như này nha, 3cm này. Đấy, đường kính là 3cm nha anh em nha. Đây là cái mặt trước nha. Và em quay tiếp cho anh em mình cái mặt sau này. Cái mặt sau đây, mặt sau thì có công tắc tắt mở này. Và sẽ có này, đây, có quạt nắm mát cho anh em mình. Đấy, nói chung là một cái con máy hàn quá là đẹp và chất lượng. Hôm nay thì em sẽ chiên bán tặng cho tất cả anh em mình với cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ sở hữu được bộ máy hàn của Marula với mức giá chỉ có 799.000 đồng. 799.000 đồng thôi, anh em nghe không hề bị nhầm nha, 799.000 đồng thôi. Và em sẽ hỗ trợ bao phí trên toàn quốc, bao phí vận chuyển hoàn toàn cho tất cả anh em mình. Đấy, lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k. Rẻ quá các bác ơi. Đấy, mức giá rẻ nhất trong lịch sử điện máy nha. Chưa có bao giờ mà các bác có thể mua được một con máy hàn chính hãng mà với cái mức giá hời như thế này đâu ạ. Một cái mã sản phẩm mà để có thể phục vụ cho anh em mình làm gia đình hay là làm anh em thợ công trình cũng vẫn rất chi là ok nha. Anh em làm thợ làm nhiều mà cần những cái con máy hàn nhỏ gọn nhẹ nhàng để mình có thể đeo lên vai làm việc ở trên cao thì em mình đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Nhớ lên đơn cho em là máy hàn của Marula với mức giá 799k và miễn phí ship anh em nha. Hôm nay thì em sẽ quyết định bỏ ra một cái mã sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng. Đây là những cái đầu bắn tôn của Daiwat các bác nha. Đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, trong kho em có còn khoảng tầm độ 1.000 mũi. Đấy, tầm 1.000 mũi nha. Em sẽ bán tặng cho tất cả các bác nhà mình. Bình thường với ngoài thị trường thì những cái đầu bắn tôn Daiwat xịn sò như thế này, đầu bắn tôn của Nhật nha, các bác sẽ phải mua với mức giá là 25 cho đến 30.000 một đầu các bác nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ tri ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình với những cái đầu bắn tôn xịn sò như thế này, hàng của Daiwat, hàng Nhật nha. Nhưng mà các bác mua cái mức giá thật sự là nó rẻ hơn cả hàng chợ luôn các bác. Đấy, thì với những cái đầu bắn tôn này thì các bác nhìn cho em này, nó hút như thế này cơ mà, hút mạnh như thế này cơ mà. Đấy, hút mạnh như thế này nha các bác nha. Đó, cực kỳ là xịn sò, ok chưa ạ? Đấy, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Với những cái đầu bắn tôn này thì bảo hành cho các bác là mua một lần dùng mãi mãi luôn. Đấy, chỉ sợ là các bác đi làm các bác rơi mất thôi. Chứ cái đầu này thì thật sự là
dùng không bao giờ hỏng các bác nha. Đấy, dùng mãi mãi luôn ạ. Đây, nó sẽ là hàng chân đục giác như thế này cho em nha. Đấy, cái đầu bắn tô này nó sẽ là cái cỡ thông dụng nhất đây ạ. Nó sẽ là cái cỡ đầu thông dụng nhất là các bác hay xài. Đây, cái chỗ này là 5/16 này. Đấy, đầu bắn tôn của Daiwatt các bác nha. Bình thường các bác mua giá thị trường 25-30.000 một đầu. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cho các bác, giá chỉ bằng một nửa so với giá thị trường thôi. Ngày hôm nay thì các bác sẽ chốt được những cái đầu bắn tôn của Daiwatt như thế này với mức giá là 15.000 nhá. 15k một đầu nha các bác. Đấy, 15.000 một cái đầu bắn tôn như thế này cho em. Bác nào mà mình muốn dùng trải nghiệm 1-2 đầu thì các bác có thể báo nhân viên nhà em đi chung đơn cho các bác. Những cái đơn hàng các bác mua máy móc dụng cụ thì mình có thể tham khảo, mình mua thêm 1-2 cái đầu bắn tôn như này mình đi cùng nha. Ghép chung đơn mình đi cùng. Đấy, xịn sầu lắm các bác ạ. Đấy, riêng cái mã sản phẩm này mà hôm nay các bác mà không chốt nữa thì thôi, thật sự các bác là em không biết là bao giờ các bác mới có thể mua được những cái mức giá như thế này đâu. Đấy, giá này thì thật sự là sẽ là một cái giá ok nhất. Và nói chung là nó chỉ có số lượng bấy nhiêu đây thôi nha các bác. Số lượng bấy nhiêu đây thôi, khi mà chốt hết mấy cái mã này này. Đấy, chỗ này nó tầm, nó là 4 túi nhá, 4 túi. Mỗi một túi này nó rơi vào tầm 350 chiếc các bác. Đấy, mỗi một túi được 350 chiếc nha. Em sẽ chốt cho các bác 4 cái túi này. Và cái giá này thì thật sự luôn là cái giá lỗ luôn nha các bác. Giá này là giá lỗ. Nên là khi mà các bác chốt hết 4 cái túi này là em sẽ không chốt được cái giá này nữa nha. Giá chỉ có 15.000 một đầu thôi. Thật sự luôn là với những cái đầu bắn tôn xịn như này, cái đầu nhập vào nó tầm 20-22.000 một đầu. Hôm nay thì em thanh lý. Đấy, hãy tri ân cho các bác. Cái này là cái mã sản phẩm tri ân tương tác cho tất cả các bác, để các bác dùng, các bác trải nghiệm, để các bác nhớ tới trung tâm điện máy Ngọc Mai thôi. Chứ còn thật sự cái giá này là cái giá này em gửi các bác là sẽ bị lỗ tầm khoảng từ 5-7.000 một đầu luôn đấy ạ. Đấy, hôm nay thì với mức giá 15k một cái đầu bắn tôn của Daiwatt, các bác nhanh tay nha. Nhanh tay, xịn sò lắm luôn. Em nhấn mạnh các bác là cái mã này là cực kỳ là xịn sò. Và đặc biệt hôm nay em sẽ hỗ trợ ưu tiên cho tất cả các bác nào chốt đơn hàng 10 cái đầu bắn tôn, em sẽ hỗ trợ bao phí ship luôn. Giá hời chưa, quá hời luôn. 150k để sở hữu được 10 cái đầu bắn tôn của Daiwatt xịn sò như thế này, được hỗ trợ bao ship, các bác nhanh tay khẩn trương nha. Đấy, số lượng có hạn, không có nhiều đâu ạ. Đấy, khi mà hết 4 cái túi này, chốt hết 4 cái túi này thì sẽ quay trở về cái giá cũ là 25.000, chưa được bao ship các bác nha. Mình nhanh tay, nhanh tay, số lượng là có hạn này. Các bác nhìn cho em này, em sẽ quay thật chi tiết cận cảnh để cho các bác có thể nhìn rõ cái sản phẩm này. Hàng của Daiwatt nhá, hàng của Daiwatt. Đá hệ cực kỳ là xịn sò, ok như thế này. Riêng cái mã này mà các bác không chốt nữa thì thôi rồi, thật sự luôn. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm giá hời nhất trong cái buổi video ngày hôm nay. Bác nào chốt mình nhanh tay lên đơn xem là đầu bắn tôn của Daiwatt giá chỉ 15k. Và lưu ý cho em là chốt hết 4 cái túi này là thôi sẽ quay về giá cũ là 25k. Cho nên là các bác nhanh tay nhá. Lấy hẳn 10 cái các bác ạ, lấy hẳn 10 cái. 10 cái là 150k, sẽ được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Nhận hàng được kiểm tra hàng cho em nhá. Kiểm tra hàng thoải mái, ưng ý mình nhận, không ưng ý thì hoàn hàng về cho em. Cái mã này thì tự tin khẳng định, cam kết các bác là nhận hàng bác nào kiểm tra hàng cũng đều rất là ưng ý các bác ạ. Súng bắn đinh bằng hơi thì em sẽ có đủ kích cỡ cho các bác nha. Từ đinh 3, đinh 5 cho đến đinh 7 các bác ạ. Đặc biệt thì hôm nay đang có cái chương trình sale cho các bác cái lô súng bắn đinh bê tông loại bắn đinh 7 đây nha các bác nha. Hàng của T-Bot này. Đấy, nó sẽ có thể là của T-Bot hoặc là những cái tên gọi khác, nó có nhiều tên gọi khác nhau các bác nha. Đều là những cái hàng chính hãng để phục vụ cho tất cả anh em thợ. Mình có thể làm ok, làm chuyên nghiệp được nhá. Thì cái này nếu như mà anh em nào mình chốt đơn thì gọi cho em là súng bắn đinh bê tông. Súng bắn đinh bê tông. Cái súng này thì sẽ bắn bằng máy hơi nhá. Anh em sẽ lắp vào những cái máy hơi là mình sẽ sử dụng, là mình xài bằng hơi. Rất chi là mạnh luôn anh em ạ. Cái này là cái súng bắn đinh bê tông, là dành cho những cái đinh 7 đổ lại nhá. Các bác sẽ lắp được đinh 7 đổ lại và dành cho các bác bắn những cái đinh bê tông. Còn các bác mà không bắn đinh bê tông, các bác bắn đinh gỗ, những cái đinh nhỏ hơn thì các bác lấy những máy nhỏ hơn. Đây, những cái máy nhỏ hơn thì nó sẽ thiết kế như thế này. Hình thức thì nó vẫn giống như thế kia nhưng máy nó sẽ nhỏ hơn nhiều nhá. Nó sẽ có loại bắn đinh 3 hoặc là đinh 5 nữa. Đinh 3 với đinh 5 thì là các bác sẽ sử dụng đa số là lắp đinh gỗ. Còn riêng về dòng các bác mà muốn sử dụng để bắn đinh bê tông thì các bác bắt buộc là phải lấy cái dòng đinh 7 kia nhá. Đấy, các bác nào mình chốt thì gọi cho em là súng bắn đinh bằng hơi của T-Bot, loại súng bắn đinh 3, đinh 5 hoặc là đinh 7. Đấy, các bác muốn sử dụng cái máy để bắn đinh bao nhiêu thì các bác hãy liên hệ trực tiếp để nhân viên em sẽ tư vấn cụ thể và sẽ báo giá cho các bác nhà mình luôn.
khẳng định cam kết các bác giá sẽ là giá rẻ nhất, giá ok nhất thị trường để gửi tặng cho tất cả các bác khách hàng ngày hôm nay. Đấy, cái hàng thương hiệu chính hãng của T-Bot nha các bác. Với cái sản phẩm này bên em gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng thì các bác cũng đều khen, phản hồi và chất lượng rất là tốt, nên là các bác cứ yên tâm nha. Hôm nay thì bên em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm giá hời với một chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình trong cái buổi video ngày hôm nay. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác nhà mình lô máy mài của Dorama hàng chính hãng. Với thiết kế là một con máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V, máy mài một tấc nha. Hàng công tắc gạt đuôi này rất chi là bền công tắc các bác ạ. Đây các bác nhìn xem này, công tắc gạt đuôi, máy sẽ là máy một tấc và hàng dây đồng ruột dài. Con máy này thì sẽ có công suất cực đại lên tới là 850W nha các bác. Đây các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy này. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút này. Và các bác nhìn cho em vào cái đuôi máy, nó sẽ có những cái ô thoáng này này. Các bác có thể tháo cái miếng lưới này ra để mình có thể vệ sinh máy nhá. Đấy, dùng không có bao giờ lo bị nóng máy. Thì đây là hàng chính hãng của Dorama các bác này. Hàng của Dorama. Đấy, với một cái con máy cắt cầm tay như thế này nhá, thì các bác nhìn cho em là cái thiết kế nó rất chi là nhỏ gọn như này. Đấy, nhỏ gọn như thế này. Các bác mua về để mình làm gia đình này, hay là anh em xài thợ công trình thì cũng rất chi là tuyệt vời luôn. Một cái mã sản phẩm mà đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất. Thì với cái sản phẩm này các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như này nhá. Đây, hàng nguyên hộp như này cho em này. Đấy, các bác sẽ có một máy ở đây, có một máy này. Con này nó thiết kế nhỏ gọn lên là nó sẽ không làm tay cầm nhá. Đi theo là các bác có một cái tay mở lưỡi này và một cái ốp đá bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ như thế này. Máy thì là hàng chính hãng, mà hôm nay các bác mua được cái mức giá rất chi là hời luôn. Chỉ với 350.000 đồng thôi các bác nha. 350.000 đồng thôi mà các bác có thể sở hữu được một con máy cắt cầm tay hàng công ty, hàng chính hãng, xịn sò, ok và giá rẻ. Đấy, cái đợt này em xả thì nói chung là nó còn tầm khoảng tầm độ 4 đến 5 thùng nha các bác. Đấy, bác nào mình nhanh tay nhất và bác nào là những người may mắn nhất theo dõi được trực tiếp cái video này của bên em sớm thì các bác sẽ có cơ hội để mua được cái sản phẩm này với mức giá chỉ có 350.000 đồng. Đấy, chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy mài màu đỏ của Dorama với mức giá 350k các bác nha. Và em sẽ lên tiếp cho các bác nhà mình này. Ở bên này thì sẽ là những cái bộ máy khoan bu lông pin. Bộ máy khoan bu lông pin hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cho em này, những cái con máy bu lông pin màu xám nó sẽ có hai tên gọi. Đây các bác nhìn cho em nhé, có hai tên gọi như này. Máy thì nó sẽ là hàng màu xám như thế này, nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác tên thôi các bác này. Ở đây sẽ là con máy bu lông của Mazda màu xám, và đây là bu lông pin màu xám của Hitachi. Đấy, nó sẽ có hai cái tên gọi như thế này, một là các bác lấy của Mazda, hai là lấy của Hitachi. Em sẽ có hai cái tên gọi, nhưng mà đa số nó sẽ là của Mazda nhiều. Đấy, hàng chính hãng của Mazda như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông pin, thiết kế là đầu 1/2, đầu 1/2, đầu rộng nha. Đây, ở giữa có lỗ lục giác này, các bác sẽ cắm được những cái mũi vít như này đấy ạ. Cắm được những cái mũi vít như thế này. Đây sẽ là một con máy bu lông đa lăng, các bác vừa ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít này, thậm chí là khoan tường được luôn. Và em sẽ thử máy cho các bác nghe này. Đấy, máy xài rất là êm nha, rất là êm. Cái này nó đang ở tốc 1 này, lên tốc 2 này. Đấy, nó sẽ có hai tốc độ như thế này các bác ạ. Đây nhá, ở đây là tốc 2 này, xuống tốc 1 này. Đấy, hai tốc độ, đây là tốc 1 nhá, em lên tốc 2 này. Và khi các bác đảo chiều máy qua này, đấy, đảo chiều máy qua, khi nó có cái đèn tròn màu xanh ở đây, nó sẽ có cái chế độ tự ngắt như này. Đấy, đây là chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nha. Các bác muốn tắt cái chế độ này đi thì các bác bấm cái nút màu đỏ này cho em, tắt cái đèn tròn màu xanh này đi. Đấy, máy xài rất chi là êm, cực mạnh luôn, cực khỏe luôn. Và lực siết của máy sẽ rơi vào là 330 newton các bác. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Đây cái chân pin của nó này, các bác nhìn cho em cái chân pin nhá. Đấy, chân pin phổ thông này, máy là máy không chổi than luôn. Đấy, có đèn led soi sáng ở đây này, đèn led soi sáng này, có đảo chiều. Đó. Cái này các bác sẽ điều chỉnh được ở công tắc nha. Khi mà các bác bấm công tắc nhẹ này thì máy nó chạy chậm này. Đấy, bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy nó càng chạy nhanh. Đấy, một cái con máy bu lông pin mà sẽ đáp ứng cho các bác nhà mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ mà ngày hôm nay giá rẻ quá các bác ạ. Đấy, các bác lên đơn cho em là bu lông màu xám của Mazda,
hoặc là bu lông của Hitachi. Đấy, nó có hai tên gọi, nhưng mà cái đợt đấy em đa số nó còn của Mazda nhiều các bác nha. Hitachi thì nó còn mấy bộ nữa. Đấy, nó vẫn giống nhau các bạn, nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cho nên là bác lấy tên nào cũng được, các bác lấy tên nào cũng được. Và một bộ sản phẩm này nhá, các bác mua về nó sẽ đầy đủ này. Nguyên hộp như này cho em đây. Nguyên một hộp nó sẽ là như thế này ạ. Có bao gồm là một thân máy này, hai pin nhá. Một pin em lắp vào máy này, một pin ở bên ngoài như thế này. Có theo một cái sạc bàn như thế này. Và tặng kèm thêm các bác nó có một cái khẩu mở bu lông 22 này. Có một cái dây đeo máy này. Đấy, và một cái hộp đựng máy như thế này. Tức là các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như thế này luôn ạ. Đấy. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 599.000 đồng thôi các bác nha. Quá rẻ luôn. 599.000 đồng để các bác nhận về được nguyên một combo như thế này. Được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Và đây nó sẽ thiết kế là hàng trên bi phổ thông lên. Nếu bác nào có nhu cầu mua thân máy, các bác mà không lấy phụ kiện, các bác chỉ lấy thân máy thôi, thì em sẽ bóc máy ra là em sẽ gửi tặng các bác, giá chỉ có 300.000 thôi. Đấy, các bác mà mua thân máy thì sẽ là 300.000 nhá. Đây, cái thân máy thì nó sẽ như thế này. Thân máy thì nó chỉ có mỗi cái thân máy như này thôi. Nó không có hộp và không có pin, không có sạc, không có bất kỳ một cái phụ kiện gì đi theo. Giá em bán tặng các bác thân máy chỉ có 300.000 thôi. Đấy, còn bác làm mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này thì sẽ là 599.000. Đấy, nguyên bộ như thế này mà giá rẻ quá các bác ơi, có 599.000 thôi. Và sẽ được hỗ trợ bao phí ship các bác nha. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho em, cùng kiểm tra hàng, test máy đầy đủ trước khi mình nhận hàng thanh toán tiền. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, cái đợt này do là trong kho nó còn số lượng ít, cho nên là em sẽ thanh lý giá sập sàn cho tất cả các bác nào mà mình may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đấy, bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn các bác nha. Nhớ gọi cho em là bu lông xám của Mazda hoặc là bu lông của Hitachi các bác nha. Đấy, giá ngày hôm nay thì nó quá rẻ quá hời. Cái này là vừa bán vừa cho các bác ạ. Chứ còn bình thường á, các bác mua ngoài thị trường một cái quả pin như thế này là cũng tầm 300-350 rồi. Đấy, ngày hôm nay với mức giá rẻ như thế này mà các bác nào không chốt nữa thì thôi, tiếc cực kỳ là tiếc luôn. Cơ hội chỉ đến với các bác một lần duy nhất, không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên là bác nào mình chốt mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Nhớ lên đơn cho em là bu lông màu xám các bác nha. Số lượng có hạn, các bác nhanh tay lên đơn là có nha. Một mã sản phẩm với mức giá siêu hời để phục vụ cho tất cả các bác nhà mình. Hôm nay thì em sẽ xả kho cho các bác cái lô thân máy thổi bụi bằng pin màu xanh. Cực kỳ là tiện lợi luôn các bác nha. Hàng đa lăng nha, đa lăng và giá rẻ cực kỳ luôn. Với những cái thân máy thổi bụi này thì nha, mình sẽ thiết kế là xài hàng trên bi phổ thông này. Nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi luôn anh em ơi. Cái mẫu máy của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Đây anh em mình lên đơn xem là thân máy thổi bụi pin màu xanh nha. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi anh em ạ. Quá rẻ, quá tiện lợi luôn. Một cái mã sản phẩm cực kỳ là đa năng. Nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi nha. Cái thân máy này thì lưu ý cho em là nó chưa kèm theo pin sạc, nhưng mà nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông như thế này này. Đấy, và anh em nào mà có pin sạc ở nhà rồi thì mình mua một cái thân máy như này về mình xài. Còn nếu anh em nào mình chưa có pin sạc thì mình sẽ mua những cái quả pin như này. Đây, những cái quả pin cứ chân pin như này nhá. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau là 4 cm. Đấy, hôm nay thì với cái quả pin 10 cell của Mazda này này, anh em mình cũng mua được giá thanh lý, nó có 170.000 một quả thôi. Còn cái sạc bàn như thế này, cái sạc bàn chân pin phổ thông như này, cái sạc này sạc được cho cả pin 10 cell pin 15 xe mà giá có 69.000. Cái này gọi là sạc bàn màu đen anh em ạ. Đấy, với những cái thân máy thổi bụi pin màu xanh như thế này, hôm nay giá có 250.000 thôi. Mức giá rất chi là rẻ nhá. Đấy, khi mà về anh em mình sử dụng này, anh em mình sử dụng nếu mà thổi bụi thì anh em mình sẽ lắp như thế này. Đây, thổi bụi thì sẽ cho cái ống thổi vào đây này, túi đựng bụi đây, lắp pin vào như thế này. Cứ thế là bật công tắc lên là mình xài thôi. Còn nếu anh em mà có nhu cầu hút bụi nha thì anh em mình sẽ lắp đặt như thế này. Đây, hút bụi thì là sẽ cho cái ống hút ở đây, túi đựng bụi sang bên kia và lắp pin lại như này. Cứ thế là mình xài. Và em sẽ test thử cho anh em mình xem. Em sẽ test thử cho anh em mình xem cái sự ok của cái sản phẩm này nhá. Nó cực kỳ là hữu ích luôn. Anh em mình sẽ mua về làm gia đình này, hay là anh em làm thợ thuyền cũng rất chi là ok luôn. Đấy, lên đơn cho em là thân máy thổi bụi pin màu xanh nhá. Em nói rằng thân máy thổi bụi nhưng mà
anh em mình sẽ dùng được hai chức năng thổi bụi và hút bụi được luôn, rất chi là mạnh và máy xài êm này. Hôm nay mua được cái giá rẻ đấy, giá thân máy chưa kèm theo pin sạc thì chỉ có 250.000 đồng thôi đấy, 250.000 đồng thôi. Hôm nay thì cái mức giá luôn rất chi là hời, và cái giá này thì em chưa hỗ trợ bao ship, nhưng mà nếu mà anh em nào mình ghép chung, mình đi chung những cái đơn hàng mà được bao ship rồi thì mình sẽ không mất thêm tiền phí ship đâu đấy. Còn pin thì anh em mình chưa có pin thì mình sẽ liên hệ mua những cái quả pin châu pin 10 cell hoặc là pin 15 cell đấy, như cái quả pin châu 10 cell của Mazda như thế này mà giá có 170.000 thôi. Ngoài ra thì sẽ còn có rất là nhiều những cái phân khúc pin, nếu anh em mình cần mua những cái phân khúc nào, cái tầm tiền nào thì anh em mình có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể nhá. Bây giờ em sẽ test cho anh em mình cái chức năng thổi bụi này. Đây, thổi bụi thì lại anh em mình sẽ lắp lại như này nha. Đấy, cái ống thổi quay vào đây và cái túi hút ở bên này nha. Đây, em sẽ thổi thử này, em sẽ thổi thử cho anh em mình xem này. Đấy, đấy, anh em mình thấy chưa ạ, cực kỳ là mạnh luôn anh em. Đây, thổi tới đâu sạch của nó luôn, bay hết bụi bẩn luôn nha anh em nha. Đây là cái chức năng thổi bụi nha. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình sang cái chức năng hút bụi này. Đấy, chức năng hút bụi thì anh em mình sẽ lắp đặt lại giống như cái con máy bên này. Đây, hút bụi thì sẽ đổi lại cái ống hút sang bên này. Đây, và em sẽ thử cái chức năng hút bụi bên này nha. Nào, hút bụi đây này. Những cái bụi này của em thì đang test thử cho anh mình cái hút bụi này hơi to này. Đây, anh em mình sẽ hút lại như thế này. Đấy, anh em mình thấy chưa? Đây, hút tới đâu là sạch thì đó này. Đấy, rất chi là ok, rất chi là tiện lợi. Đấy, anh em thấy chưa? Quá là xịn sò luôn anh em nhá. Đấy, một cái thân máy thổi bụi hút bụi đa năng và tiện lợi như thế này mà ngày hôm nay mức giá có 250.000 đồng. Mức giá quá rẻ, giá quá hời để phục vụ cho tất cả anh em nhà mình. Anh em nào đang có nhu cầu cái sản phẩm này mà mình đang là những người may mắn theo dõi được trực tiếp video thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm. Cái đợt này do là trong kho em có số lượng ít cho nên là thanh lý giá rất là hời. Anh em mình đặt hàng thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm, khi số lượng hàng vẫn chưa hết là mình sẽ có đơn. Và một cái mã sản phẩm tiếp theo mà em sẽ tri ân tương tác cho tất cả các bác khách hàng, đây sẽ là những cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng Japan, cực kỳ là xịn sò luôn anh em nhá. Với những cái bơm dậm chân 2 bít tông như này, đây, khi nhà mình gấp gọn nó sẽ như này và mở ra nó sẽ như thế này đây ạ. Đó, gấp gọn lại thì anh em mình nhìn nó rất chi là gọn gàng như thế này. Với những cái bơm dậm chân như này nha, anh em mình sẽ sử dụng này, bơm xe máy, xe đạp, bơm ô tô, bơm được cả bóng luôn. Đấy, anh em nhìn đây nó có những cái đầu bơm bóng luôn này. Đấy, thì với một cái bơm dậm chân 2 bít tông hàng loại 1 đẹp xịn sò như thế này thì anh em ra ngoài thị trường mua với mức giá 350.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép chi ân bán tặng cho tất cả các bác nhà mình với mức giá 199.000. Quá rẻ luôn. Nào, bác nào không chốt mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc nha. Lên đơn cho em là bơm dậm chân 2 bít tông với mức giá 199.000 thôi. Mức giá hôm nay thì nó quá rẻ quá hời rồi, nên là em sẽ không hỗ trợ bao ship cái mã sản phẩm này. Anh em mình mua sẽ cộng thêm phí ship là 30.000 thôi. Nhưng mà trong trường hợp anh em mà có những cái đơn hàng nào được bao ship rồi thì mình có thể đi chung đơn nhá, để không mất thêm tiền phí ship. Cái này chốt đơn thì gọi cho em là bơm dậm chân 2 bít tông. Đấy, anh em đi đâu thì mình cứ để một cái bơm này để trong cốp xe này, ô tô, xe máy này. Đấy, nhất là gia đình mà có các em nhỏ, các em học sinh ý, đi học bằng xe đạp điện ý, thì các bác sử dụng những cái bơm này thì nó sẽ là một cái giải pháp cực kỳ là hữu ích luôn. Đấy, và mức giá thì rất chi là rẻ, chỉ có 199.000. Mua một lần mình dùng mãi mãi luôn nhá. Độ bền cực kỳ là cao, mức giá rẻ để anh em mình có thể mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Đợt này em về cái lô kích gạch nhá. Cái này là kích gạch hay nhiều bác còn gọi là con lưng gạch. Đấy, với cái sản phẩm này thì sẽ là một cái mã sản phẩm đẹp và dày dặn nhất trên thị trường. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mức giá rất chi là hời. Cái này các bác chốt đơn thì gọi cho em là kích gạch nhá. Giá chỉ có 45.000 một chiếc thôi. Và đặc biệt đối với những bác làm mà 10 cái thì ưu tiên sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn. Các bác lên đơn cho em là con kích gạch. Đấy, các bác lên lấy một đơn hàng 10 cái luôn để mình được hỗ trợ bao ship nha. À, cái mã sản phẩm này thì nó sẽ là cái loại dày, đẹp và chắc chắn nhất trên thị trường. Mà với những cái mức giá siêu rẻ, các bác nhanh tay lên đơn nhá. À, cái đợt này em về số lượng nó không có nhiều đâu, cho nên là bác là chốt mã này mình nhanh tay lên đơn cho em là con kích gạch. Giá lưu ý cho em là chỉ có 45.000 thôi. Đấy, các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, nhìn cho em chi tiết từng sản phẩm này, đẹp sắc nét như thế này, dày dặn đẹp và chắc chắn cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, hàng cực kỳ là ok, chất lượng. Và hôm nay đặc biệt thì các bác mua được cái mức giá siêu hời, các bác nhanh tay lên đơn nha. Hôm nay em dọn kho thì sẽ còn một ít cái pin châu 10 cell này này, em sẽ thanh lý cho các bác.
pin và sạc luôn các bác nha. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ sập sàn cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Đây là những cái quả pin châu pin 10 cell nhá. Và cái đợt này thì em dọn kho nó lẻ ra được một ít, thì cái số lượng thì nó cũng không có nhiều, nó có khoảng tầm độ hơn 100 quả nha các bác. Với những cái quả pin thiết kế là hàng chân pin thông dụng như thế này. Đấy, cái pin này là pin của Mazda nha các bác. Pin của Mazda. Và đặc biệt thì nó sẽ có nhiều những cái tên gọi khác nữa. Ví dụ như là pin này là pin của Mazda này. Ngoài ra thì nó sẽ có pin của Hitachi này, hay là Daiwatt này, hay là pin Mayta này, đấy, hay là pin T-Box này. Nó sẽ có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau, và chung quy tóm lại thì nó sẽ đều là những cái quả pin châu 10 cell và chân pin thông dụng như này. Đấy, pin dung lượng của nó sẽ là pin 21V. Đấy, dòng pin chất lượng để phục vụ cho anh mình. Bình thường mỗi một cái quả pin này các bác mua với mức giá 250-300 nghìn một quả. Hôm nay thì em sẽ sale giảm giá, nó chỉ còn giá một lửa so với giá thị trường thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các bác sẽ mua được cái mẫu pin như thế này với mức giá cho em là chỉ có 170 ngàn thôi các bác nha. Và lên đơn cho em là pin châu 10 cell. Đấy, các bác gọi cho em là pin châu 10 cell hàng thanh lý giá 170 nghìn. Hàng thanh lý nhưng mà nó vẫn là hàng mới nha. Nó vẫn là hàng mới và có chế độ bảo hành cho bác đàng hoàng luôn. Đấy, chỉ có 170 ngàn thôi và số lượng thì nó không có nhiều đâu. Nên là bác nào mua thì mình hãy nhanh tay nha. Mình hãy nhanh tay liên hệ điện thoại trực tiếp bên em để mình có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và khi mà các bác có những cái quả pin châu như thế này rồi nha, các bác lên có thể lấy một cái sạc như thế này. Đây, hôm nay thì em có một ít cái sạc này này. Cái sạc này là sạc bàn luôn đấy các bác, sạc bàn nhá. Sạc này là sạc chân pin thông dụng. Các bác sẽ dùng sạc được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Hôm nay thì giá sẽ bán tặng các bác là 69 ngàn đồng. Rẻ ơi là rẻ luôn, rẻ nhất trong lịch sử điện máy từ trước đến nay. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là sạc bàn 10 cell nhá. Sạc bàn màu đen 10 cell. Đấy, với mức giá chỉ có 69 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Em gọi là sạc 10 cell nhưng mà các bác sẽ phải hình dung ra đây sẽ là một cái sạc đa năng mà các bác có thể dùng được cho cả pin 10 cell và 15 cell luôn. Đấy, hôm nay thì vì cái mức giá nó quá là rẻ luôn. Giá rẻ sập sàn, giá rẻ bất ngờ cho tất cả nhà mình. Anh em nào có nhu cầu thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để mình có thể đặt hàng được những cái mã sản phẩm cao cấp như thế này và với mức giá siêu rẻ luôn anh em nha. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em mình một cái mã sản phẩm giá cực hời luôn anh em ơi. Đây là một cái máy thổi bụi và hút bụi điện nha, xài điện trực tiếp 220V. Hôm nay thì với mức giá rẻ bất ngờ luôn, giá rẻ như cho, rẻ như tặng luôn anh em ạ. Và số lượng không có nhiều đâu nha. Anh em nhà mình mà có nhu cầu cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay đặt hàng sớm nha. Và em sẽ cắm điện rồi đây này, cắm điện thử rồi em sẽ test thử cho anh em mình cái chức năng của nó luôn. Đấy, đây sẽ là một con máy vừa thổi bụi và vừa hút bụi được nha. Khi mà anh em mình xài thì mình cứ cắm điện trực tiếp 220V như thế này. Hàng chính hãng của Kutan anh em ơi. Đấy, công suất của nó sẽ là 750W nha. Và đây là cái thông số kỹ thuật này. Cái này thì khi mà anh em mình lên đơn ý, thì nhớ gọi cho em là máy thổi bụi vàng, máy thổi bụi điện màu vàng đấy. Giá cho em là 220 ngàn đồng thôi anh em ơi. Đấy, gọi cho em là máy thổi bụi điện màu vàng của Kutan nha. Giá chỉ có 220 ngàn đồng thôi. Và thật sự luôn là em bán điện máy đến cả hơn 25 năm rồi, chưa bao giờ mà ôm được một cái lô máy nào với cái mức giá rẻ giá hời như thế này đâu anh em ơi. Đấy, số lượng không có nhiều nên là anh em mình hãy nhanh tay nha. Và bây giờ em sẽ test thử cho anh em mình này. Đấy, anh em nhìn cho em cái chức năng nhá. Đầu tiên là em đang cắm điện trực tiếp này. Khi mà anh em mình lắp cái ống thổi vào đây và túi đựng bụi vào đây thì nó sẽ là cái chức năng thổi nha anh em nhá. Đây, cái mẫu máy nó sẽ như thế này này. Đấy, mình bóp công tắc nha. Đây là em sẽ thổi thử này. Đây. Đấy. Cực kỳ là chất lượng luôn anh em ạ. Siêu mạnh luôn nha. Thổi tới đâu sạch tới đó luôn anh em ạ. Và bây giờ em sẽ test thêm cái chức năng hút bụi cho anh em mình. Đấy, khi làm mà anh em sử dụng cái chức năng hút bụi nha thì anh em mình nhớ này, quay cho em này. Đây, anh em tháo cái ống thổi này ra. Đấy, tháo cái ống thổi này ra nha. Mình sẽ lắp cái ống thổi quay vào cái phía bên này. Đây, lắp ống thổi vào đây này. Và cái túi đựng bụi thì anh em sẽ quay sang cái chiều bên này cho em nha. Tức là mình sẽ đảo chiều vị trí của cái ống thổi và ống hút như thế này. Đó, hãy đây nha, em sẽ hút thử cho anh em mình này. Đó, này cái này là nó to quá này. Hôm nay thì em lại sẽ có một cái mã sản phẩm giá siêu hời cho anh em nhà mình. Đây là một cái máy hút bụi đa năng anh em nhé, xài điện trực tiếp 220V này. Với cái sản phẩm này hôm nay thì bên em còn lẻ kho, ở trong kho nó còn một thùng như thế này. Một thùng này thì nó có bao nhiêu đây ạ? 2, 4, 6, nó có 12 chiếc nha. Có 12 chiếc.
sẽ dành tặng cho 12 bác khách hàng nào nhanh tay nhất thì là mình sẽ sở hữu được cái sản phẩm này. Đấy, cái này là của hàng Kutan các bác nha. Xài điện trực tiếp 220V này. Đây các bác nhìn thông số kỹ thuật cho em. Công suất của nó sẽ là 750W. Và với cái con máy đa năng tiện lợi như thế này nha, các bác xài cực kỳ là đa năng luôn. Bởi vì nó sẽ có chức năng thổi bụi và hút bụi được luôn các bác này. Đây, khi mà các bác thổi bụi nha thì là các bác sẽ lắp cái ống thổi vào đây, còn cái túi hút, cái túi đựng bụi lắp vào đây. Còn khi mà các bác hút bụi thì các bác sẽ cho cái ống hút này quay sang bên này và cái túi đựng bụi này quay sang bên này. Đấy, đảo chiều nhau như vậy là các bác sẽ có hai chức năng. Mình vừa thổi bụi và vừa hút bụi được luôn. Ngày hôm nay chỉ với mức giá 219.000 đồng thôi, giá rẻ bất ngờ, rẻ nhất trong lịch sử điện máy. Chưa bao giờ mà có cái mức giá nào rẻ và ok như thế này. Đây là một cái mã sản phẩm em tri ân tương tác cho các bác, bán tặng cho tất cả các bác khách hàng. Bác nào nhanh tay nhất, bác nào là những người may mắn theo dõi sớm được cái video này của nhà em thì mình hãy nhanh tay đặt hàng, liên hệ trực tiếp một trong hai đầu số điện thoại em để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0378487818, hoặc số thứ hai là 0989458200. Đặt hàng các bác hãy liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em nha. Đọc đúng tên mã sản phẩm các bác nha. Chốt cái mã sản phẩm này các bác gọi cho em là máy thổi bụi điện loại màu vàng. Nhớ gọi cho em là loại màu vàng. Cái này em gọi tắt là máy thổi bụi, nhưng về các bác sẽ vừa dùng thổi bụi được và hút bụi được luôn. Ngày hôm nay với cái mức giá siêu hời như thế này, bác nào mà bỏ qua mã sản phẩm này tiếc là cực kỳ là tiếc luôn. Đấy, có đúng một thùng duy nhất thôi. Và sẽ chốt được cho 12 bác khách hàng nào mà nhanh tay nhất. Đến bác thứ 13 thì cũng sẽ không có hàng nữa đâu. Cho nên là bác nào mình đặt hàng thì mình hãy nhanh tay nha. Liên hệ alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để có đơn hàng thành công các bác nha. Và em sẽ lên tiếp một cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là những cái mỏ hàn xung các bác nha. Đây, cái đợt này thì bên em về cái số lượng cực lớn mỏ hàn xung các bác. Cái mỏ hàn xung này thì đội ngũ nhân viên kỹ thuật bên em đã sử dụng đến cả mười mấy năm nay rồi. Nó vẫn xài rất chi là trơn tru mượt mà các bác nha. Với một cái mỏ hàn xung thiết kế là sử dụng điện trực tiếp 220V, công suất là 100W. Mỏ đồng nha các bác, mỏ đồng nha các bác. Lưu ý cho em là hàng mỏ đồng, phục vụ cho tất cả các bác thợ điện tử, điện lạnh, điện dân dụng các bác mua về để mình hàn chì, hàn thiết này. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá 170.000 đồng, bên em hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà cho các bác với cái mã sản phẩm này. Các bác lên đơn gọi treo là mỏ đỏ nhá. Với mức giá 170.000 thì cái sản phẩm này nó chưa có kèm theo pin, chưa có kèm theo nhựa thông này với lại chì hàn. Bác nào có nhu cầu mình mua thêm nhựa hàn, đấy, chì hàn này, nhựa thông này thì các bác có thể liên hệ bên em để mình có thể mua thêm. Một cái quận chì nho nhỏ thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 35.000 thôi. Còn nhựa thông thì nó chỉ có giá 10.000 một lạng thôi. Đấy các bác mua 10.000, 30.000. Đấy, thế là về là mình đã có thể là xài thoải mái luôn. Còn các bác ở nhà có sẵn chì hàn nhựa thông rồi, mình cứ mua cho em một cái mỏ đỏ như này, giá 170.000 và được hỗ trợ miễn phí ship cho cái mã sản phẩm này nha. Và tiếp theo thì sẽ là một bộ máy khoan gia đình các bác ơi. Đây, cái đợt này em còn khoảng đầm độ chục bộ nữa. Còn khoảng đầm độ bộ chục bộ này thì em sẽ bán tặng cho các bác luôn. Đây sẽ là một bộ khoan có phụ kiện nhiều nhất trong tất cả các loại các bác nha. Nó sẽ có một máy này, một tay cầm phụ như thế này. Và trang bị cho các bác này từ những cái búa đóng đinh này, dao dọc giấy này, kìm này, tô vít này, có cả bút thử điện này. Đấy, băng dính này, thước dây này. Đây, mũi khoan, mũi vít như thế này, đầy đủ như này, tức là các bác nhận về nó sẽ nguyên si, nguyên hộp như thế này cho em nha. Và đây sẽ là một con máy khoan đầu kẹp 13 ly đầu mang danh sách có khóa mở này. Và máy sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường như thế này, hàng của Kutan. Đấy, thì hôm nay với mức giá chỉ có 450.000 thôi, mức giá rẻ bất ngờ cho em nha. Đấy, thì các bác lên đơn gọi cho em là khoan điện 13 ly của Kutan với mức giá chỉ có 450.000 đồng, quá rẻ luôn cho em. Nào bác là chốt mình nhanh tay đọc đúng mã sản phẩm này và đúng giá tiền giúp cho em. Mã này thì nó số lượng nó không có nhiều, cho nên là các bác chốt thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm, không nói hết hàng mình sẽ không mua được thì sẽ tiếc, cực kỳ là tiếc ạ. Và bây giờ thì em sẽ lên tiếp cho các bác này. Đây sẽ là những cái quả pin châu, pin 10 sao nha. Với những cái quả pin này nó sẽ thiết kế là hàng chuẩn bị thông dụng các bạn. Hôm nay thì với mức giá rẻ sập sàn cho các bác nhà mình luôn. Đấy, hôm nay có khoảng tầm độ 50 quả. Có khoảng tầm độ 50 quả nhá. Cái pin này, đây. Cái pin này thì nó sẽ có nhiều tên gọi. Có thể nó sẽ là Maza như này, hoặc là Hitachi này, hoặc là Makita này,
hoặc là đầy oát này, hoặc là tê bốc này. Đấy, tức là nó sẽ có nhiều những cái tên gọi khác nhau các bác nha. Đấy, em rơi cho bác cái tên này là tên của Maza. Thì các bác lên đơn cứ gọi cho em nào. Pin châu 10 xeo. Đấy, pin châu 10 xeo. Hôm nay thì em sẽ tri ân thanh lý cho các bác với mức giá chỉ có là 170.000 đồng một quả. Quá rẻ luôn các bác. Bình thường một quả pin này nhá, các bác ra ngoài thị trường mua với mức giá 250, 300, 350.000 đó là chuyện bình thường, đó là mức giá so với thị trường. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em xin phép là bán tặng cho các bác với mức giá chỉ có 170.000 đồng. Và lưu ý cho em, nó sẽ có nhiều tên gọi khác nhau. Nó sẽ là dòng pin châu, pin 10 xeo và pin 21V các bác nha. Đấy, thì các bác lên đơn cứ gọi cho em là pin 10 xeo giá 170k. Đó, đặc biệt bác nào mà mua 3 cái quả pin này. Đấy, pin này mua 3 quả sẽ được hỗ trợ bao ship luôn. Đấy, giá rẻ bất ngờ cho tất cả anh em nhà mình. Với những cái quả pin châu 10 xeo như thế này, anh em mình sẽ mua về để mình sử dụng, lắp vào cho tất cả những cái loại thân máy mà cứ chân pin phổ thông này anh em mình xài được nha. Đấy, khi mà anh em có những cái quả pin châu như thế này rồi thì có thể tham khảo này, mình lấy thêm những cái sạc như thế này. Đây, cái đợt này á, bên em đang có cái chương trình này sale bán tặng cho các bác nhà mình những cái sạc này, là sạc bàn, sạc đa năng luôn, sạc hàng chân pin phổ thông luôn anh em ơi. Với những cái sạc như thế này thì anh em mình mua về mình sẽ sạc được cho cả pin 10 cell này, pin 15 cell. Đấy, với mức giá rẻ sập sàn cho tất cả anh em nhà mình. Đấy, hôm nay chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 70k cho một cái sạc này. Quá rẻ luôn. Chưa bao giờ mà với cái mức giá mấy chục nghìn thôi mà anh em mình đã có thể mua được một cái chiếc sạc hàng đa năng như thế này. Sạc này thì đặc biệt anh em mình sẽ lắp được cho cả pin 10 cell, pin 15 cell. Quá rẻ, quá tiện lợi luôn. Giá rẻ bất ngờ cho anh em mình nha. Lên đơn cho em là sạc bàn màu đen. Đấy, với mức giá là 70k. Quá rẻ luôn. Và bây giờ lên tiếp cho em này. Ở đây sẽ là những cái máy mài hai đầu anh em nhé. Máy mài hai đầu. Cái mẫu này là mẫu nhỏ nhất. Cái mẫu này nó sẽ là cái mẫu lưỡi 125. Và anh em nhìn cho em cái thông số kỹ thuật đây này. Kích thước của nó đấy, 29 x 17,5 x 20,5 cm. Cái này là của hàng Toboki, hàng Chí Hải nhá. Máy mài hai đầu em sẽ có 4 kích thước to nhỏ khác nhau. Và kích thước này sẽ là kích thước nhỏ nhất. Kích thước nhỏ nhất thì nó sẽ là hàng phổ thông mà các bác sẽ sử dụng nhiều nhất. Đấy, các bác lên đơn cho em là máy mài hai đầu cỡ 125, cỡ lưỡi 125, giá chỉ có 650.000 thôi. Hình thức máy thì nó sẽ như thế này cho em. Và đây sẽ là cái thông số này, kích thước của máy này. Đấy, và các bác mà muốn lấy những cái mẫu to hơn, những cái máy lưỡi 125 này, hay là loại lưỡi 200 hay là lưỡi 250 là em cũng có. Đấy, các bác muốn lấy loại to hơn thì có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên nhà em sẽ tư vấn cụ thể và sẽ báo giá gửi hàng trên toàn quốc cho các bác nhà mình nha. Hôm nay em lại lên tiếp tục cho anh em mình một cái mã sản phẩm giá siêu hời luôn anh em ơi. Hôm nay thì anh em mình sẽ có cơ hội để mua được một con máy khoan bê tông cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Máy khoan bê tông 3 chức năng và có đảo chiều luôn nha. Đầu mũi khoan 2-26. Hôm nay thì anh em mình sẽ mua được nguyên bộ sản phẩm này, nguyên hộp anh em ơi. Một con máy khoan bê tông to chà bá như thế này luôn mà anh em mua với cái mức giá nó rẻ hơn cả một con máy khoan tay ngoài thị trường anh em ạ. Và số lượng không có nhiều đâu. Anh em nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì anh em hãy nhanh tay nhấc máy lên alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để có đơn hàng thành công nha. Liên hệ bằng cách alo bằng hai đầu số điện thoại em để sẵn trên màn hình. Số thứ nhất là 0989458200 hoặc số thứ hai là 0378487818 nha. Và với cái bộ sản phẩm này khi mà anh em mình nhận về này sẽ bao gồm có một máy này, một tay cầm phụ như thế này đi theo cho anh em mình nha. Và sẽ có một cái hộp đựng máy như thế này anh em nhá. Có hộp đựng máy đi kèm đầy đủ như thế này. Cái này nhưng mà nó không kèm theo mũi khoan mũi đục đâu. Anh em mình sẽ có máy, có tay cầm và có hộp đựng máy. Mũi khoan mũi đục là không có đi kèm. Hôm nay thì chỉ với mức giá là 580.000 đồng anh em ơi. 580.000 đồng thôi. Một với một cái mức giá rẻ bất ngờ, giá rẻ giật gân, giá rẻ nhất từ trước đến nay. Đấy, với một cái con máy khoan bê tông to chà bá như thế này, với một cái mã sản phẩm với có 3 chức năng. Đấy anh em mình nhìn cho em này. Đây, máy sẽ là máy có 3 chức năng như này nha. Có 3 chức năng này và có đảo chiều này.
đầu mũi khoan 2-26 nha. Đi theo máy là sẽ có một cái tay cầm như thế này, có một cái tay cầm phụ như thế này cho em. Và con máy này thì sẽ bao xài cho tất cả anh em mình, xài gia đình hay là kể cả anh em xài thợ công trình vẫn cứ là ok tuyệt vời ông mặt trời cho em. Bác nào mà làm thợ thuyền này, làm nhiều này thì mình nên lấy 5-7-10 cái mà xài các bác ạ. Đấy, với cái mã sản phẩm với cái mức giá siêu hời như thế này, ngày hôm nay anh em nào mà mình bỏ qua cơ hội để sở hữu cái mã sản phẩm này thì nó là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc, một cái điều đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời đấy các bạn. Đấy, trong lịch sử điện máy em bán đến cả đến 20 mấy năm nay rồi, chưa bao giờ có một cái mã máy khoan bê tông nào mà nó có cái mức giá hời như thế này đâu. Đây là do là em ôm lô được ở công ty thanh lý, cái số lượng nó có vài chục cái thôi nhá. Em sẽ tri ân tương tác các bác, bán tặng để lấy tương tác cho các bác. Đấy, cái này là mặc dù là một con máy khoan bê tông nặng đến cả mấy ký như này luôn, gói hàng vận chuyển thì nó cũng rất chi là khó khăn vất vả, nhưng mà thật sự luôn là em sẽ sell cho các bác cái giá này, gần như là nói thật sự luôn là sẽ không có công. Đấy, em sẽ nhập bao nhiêu là em sẽ lại gửi các bác đúng bấy nhiêu thôi, mà thậm chí khéo khi còn thâm cả vào vốn luôn. Đấy, so với cái mức giá này thì thậm chí là nó sẽ cả thâm hụt cả vào vốn luôn. Đấy, bởi vì là có 570.000 thôi mà anh em mình sẽ nhận được nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này nha. Một con máy khoan bê tông to chà bá luôn. Anh em nào đặt hàng mình hãy nhanh tay nha, nhanh tay là mới có đơn nha, chậm chân chậm tay là hết cơ hội. Nên là anh em mình lưu ý cho em, cái mã sản phẩm này nó không có nhiều đâu. Đấy, mức giá chỉ có 570.000 đồng thôi. Anh em mình nhanh tay đặt hàng lên đơn gọi cho em là máy khoan bê tông màu xanh loại có hộp. Đấy, nhớ gọi cho em là loại có hộp nhá, để bên em sẽ nhặt đầy đủ cho anh em mình có cả máy, có tay cầm và hộp đựng máy đầy đủ như thế này về anh em tha hồ xài. Đấy, mức giá chỉ có 580.000 đồng thôi, giá quá rẻ, giá quá hời luôn anh em ơi. Đấy, và tiếp theo một cái mã sản phẩm này nữa này, em sẽ lên tiếp cho anh em mình. Đây là một cái bộ máy khoan pin giá siêu hời luôn, và lưu ý cho em nhá, cái con máy khoan bê tông này nó sẽ tương ứng với cái con máy khoan Boss 2-26 mà anh em mình mua ngoài thị trường. Đấy, con Boss 2-26 thì ngoài thị trường anh em mình sẽ mua với cái mức giá là tầm cỡ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 đấy ạ. Đấy, cho nên là hôm nay anh em mình mua được cái mã này của nhà em thì sẽ mức giá nó chỉ bằng khoảng tầm độ 1/3 giá ngoài thị trường thôi. Cho nên là anh em mình nhanh tay nhá. Còn cái mã khoan bi này này, đây cái mã khoan bi này anh em mình lên đơn cho em. Cái này thì nó sẽ có nguyên hộp này, có một cái hộp đựng máy này, trong này thì nó sẽ có nguyên một bộ sản phẩm nha, nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như này. Anh em mình sẽ có một thân máy, có hai pin, có một sạc và một tay cầm phụ như thế này, dòng pin châu pin 10 cell và thiết kế chân pin phổ thông cho em. Đây, để em sẽ lắp máy chạy thử cho anh em mình kiểm tra chất lượng này. Đây, con máy này thì nó rất chi là mạnh luôn, một cái mã máy hàng đa di năng nha, xài rất chi là êm. Đây, có ba chức năng như thế này, có búa để hỗ trợ khoan tường và điều chỉnh được 20 cấp độ trượt. Đầu máy sẽ là đầu kim loại 13 ly tự siết và máy sẽ là máy motor từ không chổi than. Và sản phẩm này đi theo cho anh em mình hai pin châu 10 cell và một sạc. Máy đa di năng để phục vụ cho tất cả nhà mình, bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều ok hết nha. Cái dòng này thì các bác sẽ tương ứng với cái con máy Makita đầu kẹp 13 ly. Đấy, nó tương ứng với chất lượng của con Makita đầu kẹp 13 ly mà các bác vẫn mua ngoài thị trường với mức giá 1 triệu hoặc là 950 là rẻ nhất nha. Ngày hôm nay thì bên em xin phép tri ân tương tác cho các bác cái mã sản phẩm này. Đấy, các bác lên đơn cho em nào, máy khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda. Đấy, chỉ với mức giá 799.000 đồng, quá rẻ luôn cho một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này cho em. Bác nào không chốt mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Đấy, cái đợt này em dọn trong kho nó còn khoảng độ 2 thùng, nó có tầm độ chục bộ thôi. Chốt cho 10 bác nào mà nhanh tay nhất thì các bác sẽ có cơ hội để sở hữu cái mã sản phẩm này với mức giá 799.000 đồng, được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho em. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nhận hàng kiểm tra ưng ý mình mới nhận, không ưng ý hoàn hàng về cho em, không mất bất kỳ một cái đồng tiền chi phí vận chuyển nào đâu các bác. Và cái mã sản phẩm này em tự tin khẳng định các bác, bác nào mà đã mua, đã nhận hàng, đã xem hàng thì khẳng định các bác đều khen về chất lượng. Vừa cầm cái con máy lên tay đã cảm thấy nó rất chi là ưng ý rồi các bác nha. Và đây thì là một con máy thiết kế hàng chuyên viên phổ thông, nên các bác hoàn toàn có thể mua thân máy rồi. Bác nào có nhu cầu mua thân máy rồi thì hôm nay em bán tặng các bác, em sẽ bóc ra. Đấy, bóc máy ra thì là thân máy sẽ là có mức giá 499.000 thôi. Nhưng mà mua thân máy thì sẽ không có hộp đựng nha, em vẫn sẽ gửi cho các bác một cái tay cầm. Đấy, thân máy thì lưu ý cho em là không có hộp nhựa.
Đấy, các bác lấy nguyên bộ thì sẽ có hộp nhựa như thế này. Thân máy là giá chỉ có 499.000, còn nguyên bộ thì có 799.000. Quá rẻ cho một bộ sản phẩm cực kỳ là đa năng và chất lượng các bác nhá.